thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 21 anh Ngô, thật sự xin lỗi anh. Vệ Thanh ảnh đỏ hoe mắt đứng ngoài phòng cấp cứu, trông thấy cứu tinh là Ngô Bình đã đến, cô ấy vội nói, "Anh Ngô, xin anh hãy cứu ông ngoại tôi." Cô ấy vừa nói dứt câu thì cửa phòng cấp cứu đã mở, một bác sĩ mướt mát mồ hôi đi ra với vẻ rất mệt mỏi. "Bác sĩ, ông ngoại tôi không sao chứ?" Vệ Thanh ảnh hỏi ngay. Bác sĩ lắc đầu, "Tình hình không khả quan." khoảng suất huyết trong quá rộng, giờ chúng tôi chỉ đang cầm cự thôi, nhưng không dám khẳng định bệnh nhân có thể qua khỏi tối nay. Giờ tôi phải đi hội trần, sau đó tôi sẽ thông báo tiếp cho cô. Sau đó, có thêm vài bác sĩ khác cũng đi ra, xem ra phẫu thuật đã xong, phùng tử tường tạm thời giữ được tính mạng. Vệ thanh ảnh thất thần, định mở cửa vào thăm ông ngoại mình, nhưng đã bị y tá cản lại, bây giờ chưa thể thăm non được, phiền chị chờ ở bên ngoài. Ngô Bình đứng ở cửa nhìn vào bên trong, anh phát hiện phùng tử tường vẫn nằm trên bàn phẫu thuật trên đầu bị đục một cái lỗ người cắm đầy dây dợ lằng nhằng tình trạng có vẻ không khả quan anh nhìn xuyên vào cơ thể ông ấy để tìm nguyên nhân phát bệnh một lát sau anh phát hiện có độc tố trong máu của ông ấy con mắt xuyên thấu của anh có thể phân tích các loại dược tính nên anh có thể kết luận ngay đó là một loại chất độc chính chất độc này đã khiến phùng tử tường bị suất huyết não Ngô Bình nổi giận rồi kéo vệ thanh anh sang một bên để hỏi, giờ tôi sẽ kê cho cô một thang thuốc, cô phải cho người sắc ngay, ngoài ra tôi phải được vào bên trong, không là không cứu được ông ngoại cô đâu. Vệ thanh ảnh không hề nghi ngờ tài y học của Ngô Bình, cô ấy gật mạnh đầu nói, được, để tôi đi nói chuyện với bác sĩ. Nhưng cô ấy vừa định đi vào phòng làm việc của bác sĩ thì một người đàn ông trung niên chợt đi tới hỏi, thanh ảnh, cháu đi đâu đấy? Người đàn ông đó mặc một bộ đồ đắt tiền, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu, xong khí chất lại gian ác, khiến người ta có cảm giác không thoải mái. Vệ Thanh Ảnh đáp, "Cậu ơi, đây là thần y Ngô người đã cứu ông lúc ở trên tàu đấy ạ. À. Giờ cháu đi bảo với bác sĩ để cho anh ấy vào trong khám cho ông ngoại." Vớ vẩn, người đàn ông đó sầm mặt nói, "Thanh Ảnh, cháu đâu còn nhỏ nữa mà sao suy nghĩ nông cạn thế?" Lời nói của một tên lang băm mà cháu cũng tin. Nhớ sự liều lĩnh của cháu khiến bệnh của ông nặng thêm thì cháu có chịu trách nhiệm được không?" Vệ Thanh Ảnh cuống lên nói, "Cậu ơi, thần y Ngô thật sự rất giỏi." "Đủ rồi," người đàn ông lập tức cắt ngang lời Vệ Thanh Ảnh, "Tóm lại là cháu đuổi cậu ta đi ngay, ở đây chỉ cần bác sĩ chuyên ngành thôi." Ngô Bình nhìn cậu của Vệ Thanh Ảnh rồi thi triển con mắt xuyên thấu thì thấy ông ta có vẻ căm ghét mình, nhưng anh và ông ta nào có quen biết nhau đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền Vệ thanh ảnh lúng túng rồi vội xin lỗi Ngô Bình, anh Ngô, thật sự xin lỗi anh. Không sao, Ngô Bình bình tĩnh nói, nếu nơi này không chào đón tôi thì tôi về đây. Dứt lời, anh quay người bỏ đi, xong vệ thanh ảnh lại đuổi theo ngay. Ngô Bình rẽ vào hành lang rồi nhỏ giọng nói, cô hãy nghĩ cách để cậu cô và y tá trực đi đâu đó, tôi sẽ tranh thủ lẻn vào trong. Theo tôi thấy, có khả năng ông ngoại cô bị trúng độc. chương 22 ông Phùng đã tỉnh lại rồi. Khoảng một phút sau, anh mới ló người ra thì quả nhiên không còn thấy ai nữa, anh nhanh chóng lách người rồi lẻn vào phòng cấp cứu. Phùng tử tường đang nằm trên giường phẫu thuật, người ngợm cắm đầy dây dợ, hơi thở thì yếu ớt. Ngô Bình liếc nhìn rồi ngẫm nghĩ một lát, sau đó anh lấy mười mấy cái kim châm cứu ra rồi lần lượt cắm vào đầu của ông ấy, cùng lúc đó còn truyền chân khí vào để tăng thêm sức sống cho phùng tử tường. Khoảng nửa tiếng sau, ngô bình chợt nghe thấy tiếng bước chân anh ngoảnh lại nhìn thì thấy vệ thanh ảnh đã đến và bưng trên tay một chén thuốc nóng hổi ngô bình nhanh chóng mở cửa rồi giơ tay nhận lấy bát thuốc cô canh ngoài này nhé vệ thanh ảnh gật đầu rồi đứng trông coi bên ngoài nếu y tá quay lại thì cô sẽ nghĩ cách để cầm chân cho ngô bình làm nốt việc sau khi kiểm tra bát thuốc xong ngô bình lập tức cho phùng tử tường uống lúc này ông ấy không thể tự uống được nhưng việc này không khó với ngô bình anh chỉ cần dùng chân khí là có thể cho ông ấy uống thuốc dễ dàng. Uống thuốc xong, kết hợp với hiệu quả châm cứu, Phùng Tử Tường đã chậm chậm khôi phục lại ý thức. Ông ấy mở mắt ra thì nhìn thấy Ngô Bình, chàng trai lại là cậu cứu tôi à? Ngô Bình nhìn ông ấy, có người hạ độc ông đấy, tôi đã giải độc cho ông rồi. Nhưng tình trạng bây giờ không khả quan lắm, ông cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Có người hạ độc ông ấy ư? Ánh mắt Phùng Tử Tường xẹt qua một tia kinh ngạc phức tạp sen lẫn với cảm phấn, ông ấy nhắm mắt lại nói cảm ơn cậu, cậu đã cứu tôi hai lần rồi. phiền cậu gọi thanh ảnh vào đây, tôi có chuyện cần nói với con bé. Ngô Bình gật đầu, anh ra mở cửa rồi vỗ vai vệ thanh ảnh bảo cô ấy vào trong, còn anh thì chờ bên ngoài. không lâu sau, cậu của vệ thanh ảnh lại xuất hiện, ông ta nhìn thấy Ngô Bình thì quát lớn, sao cậu vẫn ở đây? mau biến đi, không tôi báo cảnh sát đấy khỏi ngô bình thờ ơ nói ông phùng đã tỉnh lại rồi cậu vệ thanh ảnh tỏ vẻ ngạc nhiên và hoảng loạn ông ta mở cửa phòng cấp cứu ra rồi gào lên bố bố tỉnh rồi ạ à? phùng tử tường đang nói chuyện gì đó với vệ thanh ảnh thấy con trai mình đi vào một cái thì lập tức lảng sang chuyện khác bố không sao kiến thành con cứ ra ngoài đi phùng kiến thành ngẩn ra song không dám cãi lời bố mình nên lập tức đi ra ngoài với vẻ bực dọc thấy ngô bình vẫn đứng bên ngoài Ông ta cố nặn ra một nụ cười rồi nói: "Thần y Ngô, ban nãy tôi đã hiểu lầm cậu, xin lỗi nhé." "Không có gì, chỉ cần ông trả thêm tiền chữa bệnh là được." Ngô Bình thờ ơ nói. Phùng Kiến Thành có vẻ lo lắng, không lâu sau, ông ta đã đi xa ra rồi gọi điện thoại. 5 phút sau, vệ thanh ảnh đã đi ra ngoài rồi cúi gập người với Ngô Bình: "Cảm ơn anh Ngô, ông ngoại tôi có cần ở lại viện không?" "Ngô Bình, có chứ, nên chọn một phòng bệnh chất lượng cao mấy ngày tới." Tôi sẽ đến chữa trị cho ông ấy. Được, tôi sẽ đi thu xếp ngay, cô ấy nhanh chóng cho người đi đặt phòng bệnh và thông báo tình hình với bác sĩ. Chương 23, anh, sao anh vào được đây? Sau khi các bác sĩ quay lại thì ai nấy đều có vẻ ngạc nhiên, sao bệnh nhân có thể tỉnh lại được? Hơn nữa, mọi chỉ số đều đã bình thường. Ngô Bình không rảnh để giải thích với họ, anh đi cùng Phùng Tử Tường vào phòng bệnh rồi kê một thang thuốc, bảo người đi mua các phương thuốc trong đây đều khá đắt, có loại còn đến cả trăm năm tuổi. Nhưng với nhà họ phùng dầu nước đố đổ vách mà nói thì không thành vấn đề, chưa tới một tiếng sau, họ đã mua đủ rồi, sau đó đích thân vệ thanh ảnh đã sắc thuốc cho ông ngoại mình. Lúc này, trời đã tối, Ngô Bình châm cứu truyền chân khí cho phùng tử tường một lần nữa để giúp ông ấy điều hòa cơ thể. Đến 10 giờ tối, sau khi uống thêm bát thuốc thứ hai, phùng tử tường đã hồi phục được 80% ông ấy có thể ngồi dậy và trò chuyện với mọi người. Thanh ảnh, cháu hãy viết một tấm chi phiếu một triệu cho cậu Ngô, Phùng Tử Tường nói, mong cậu nhận chút lòng thành của tôi, bao giờ tôi khỏe lại, tôi sẽ hầu tả cậu tiếp. Chữa bệnh kiếm tiền là chuyện hết sức bình thường, Ngô Bình không khách sáo mà giơ tay ra nhận tấm chi phiếu ngay, tối nay ông hãy cố nghỉ ngơi thật tốt, mai tôi lại tới. Vệ thanh ảnh tiến Ngô Bình ra ngoài, sau đó bảo tài xế đưa anh về khách sạn Thiên Long. Sau khi về khách sạn, Ngô Bình đã gọi điện về nhà để thông báo hôm nay không về. Sau mấy ngày điều trị, tế bào ung thư của mẹ anh đã được ức chế, không cần phải điều trị hàng ngày nữa, cách vài ba hôm châm cứu một lần cũng được. Ngô Bình vừa ngắt máy thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô gái ở tầng trên. Anh giật mình rồi ngửa cổ lên nhìn thì thấy người đẹp mặc đồ tập yoga lúc chiều đang bị một gã đàn ông say xỉn đè xuống sàn. Người đàn ông cao lớn đó đang xé rách quần áo của cô gái một cách thô bạo. Hỏng rồi, thấy người đẹp bị người ta khống chế, Ngô Bình nổi giận rồi trèo ra ngoài cửa sổ, anh bám tay vào tường rồi bật người lên cao cả mấy mét, sau đó đã bám được vào cửa sổ của phòng ở tầng trên rồi đáp đất nhẹ nhàng như một con mèo. Ngô Bình lặng lẽ xuất hiện nên người đàn ông thô lỗ kia không hề phát hiện ra, anh đi chậm chậm tới rồi giơ tay điểm huyệt vào lưng gã, người đàn ông lập tức dừng hình rồi ngã lăn ra đất cô gái vốn đang vô cùng tuyệt vọng khi mảnh vải cuối cùng trên người mình chuẩn bị bay màu nốt thì chợt có một người thanh niên xuất hiện sau đó đẩy ngã gã thô lỗ kia xuống sàn ngô bình ngoảnh lại nói mặc đồ vào đi quần áo trên người cô gái đã bị xé rách gần hết chỉ còn lại bộ đồ nội y bên trong cô ấy vội vàng vơ một chiếc thảm gần đó choàng lên người rồi rớm nước mắt nói cảm ơn anh bấy giờ ngô bình mới quay người lại anh nhìn gã đàn ông ở dưới đất rồi hỏi anh ta là ai có cần tôi báo cảnh sát giúp không cô gái cúi đầu xuống không cần đâu anh ta là sếp của tôi ngô bình cao mày cô bị anh ta cưỡng bức như thế mà không báo cảnh sát thì kiểu gì cũng có lần sau tiếp đấy cô gái chợt che miệng khóc tôi cũng không còn cách nào khác mẹ tôi cần thay thận mà tôi lại không có tiền tôi không muốn mẹ rời xa mình nên đã mượn tiền của anh ta anh ta hẹn tôi đến khách sạn này không ngờ ngô bình thở dài đúng là một cô gái dại dột cô gái lau nước mắt rồi chợt hỏi anh sao anh vào được đây ngô bình không trả lời mà ho khan một tiếng cửa phòng cô không khóa tôi nghe thấy có tiếng la hét ở bên trong nên mới vào xem sao cô gái tỏ vẻ nghi hoặc vì cô ấy nhớ là mình đã khóa cửa rồi ngô bình nói tiếp xếp cô làm như vậy thì tôi khuyên cô nên nghỉ việc đi cô gái lắc đầu bây giờ tôi đang rất cần tiền nếu nghỉ việc thì tôi lấy đâu ra tiền cho mẹ chữa bệnh Chương 24 anh Ngô, tôi là Lâm Băng Tiên. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, tôi là bác sĩ nên chắc sẽ giúp được cho cô đấy. Giờ thế này đi, tôi ở ngay tầng dưới thôi, sáng mai cô hãy dẫn mẹ cô tới gặp tôi. Cô gái ngẩn ra hỏi, anh là bác sĩ ư? Ngô Bình đáp, "Ừ, vì thế tôi có thể giúp cô." Sau đó, Ngô Bình ngồi xổm xuống rồi giơ tay tát vài cái vào mặt của gã đàn ông kia, gã dần tỉnh lại nhưng không thể cử động. Gã hoảng hốt nhìn Ngô Bình, cậu là ai? Cậu định làm gì? Ngô Bình lạnh lùng nói, dám động vào bạn gái của tôi, có phải anh chán sống rồi không? Không không, gã đàn ông tái mặt rồi chối bay chối biến. Không, thế tự cô ấy xé rách quần áo của mình à? Ngô Bình cười lạnh, tôi nói cho anh biết, tôi đã lắp camera trong phòng rồi, anh chối cũng không sao, giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Với tội danh này thì chắc anh được ăn cơm nhà nước nuôi 3 năm đấy. Gã đàn ông hoảng loạn nói, đừng đừng, cậu em, tôi sai rồi, tôi nhất thời hồ đồ, xin cậu tha cho tôi, tôi sẽ đền tiền. Ngô Bình nhìn cô gái thì thấy cô ấy vẫn ngồi ngây ra tại chỗ, không biết phải nói gì. Ngô Bình vỗ vào mặt gã đàn ông rồi nói, ai thèm mấy đồng tiền dơ bẩn của anh hả? Nhớ cho kỹ đây, trả tiền lương cho bạn gái tôi đi, cô ấy sẽ nghỉ việc luôn, nghe rõ chưa? Rồi, tôi rõ rồi, gã đàn ông vội đáp, Ngô Bình đập vào người đàn ông một cái là gã có thể cử động lại ngay. Như được đại xá, gã cắm đầu chạy vì sợ Ngô Bình đổi ý. Cô gái quấn người trong chiếc thảm rồi cắn môi nói, cảm ơn anh, không có anh thì tôi không biết sẽ như thế nào nữa. Ngô Bình nói, tôi không quấy rầy cô nữa, nghỉ ngơi đi, dứt lời, anh bỏ đi. Khoan đã, cô gái chợt gọi Ngô Bình lại, anh tên là gì? Tôi có thể xin số điện thoại của anh được không? Ngô Bình đáp, tôi là Ngô Bình, sau đó anh đã cho cô ấy số điện thoại. Cô gái lưu số rồi nói, anh Ngô, tôi là Lâm Băng Tiên. Tiếng anh Ngô đầy dịu dàng của cô gái khiến Ngô Bình suýt có suy nghĩ muốn làm bậy, vì thế anh đẩy cửa đi về luôn. Ngô Bình đi thang máy xuống tầng của mình, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn qua trần nhà thì thấy Lâm Băng Tiên đang ngồi ngây ngẩn trên sofa, như thể đang thấy tương lai mở mịt. Vài phút sau, cô ấy mới đi tắm, sau đó mặc đồ rồi rời khỏi khách sạn không còn người đẹp để ngắm nữa, Ngô Bình thấy chán nên quyết định tịnh tâm để tu luyện thiên địa huyền hoàng quyết. Hiện giờ, anh đang ở cảnh giới luyện khí, chân khí đã đả thông 20 kinh mạch rồi, anh chuẩn bị đả thông kinh mạch cấp 2. Hệ thống kinh mạch cấp 2 rất nhỏ, chúng nối liền tim, xương cốt và da thịt, chỉ cần đả thông được thì anh sẽ có sự thay đổi lớn. Nhưng đả thông được kinh mạch cấp 2 rất khó, nếu là một người tu hành bình thường thì cũng phải mất từ vài năm hay thậm chí là mười mấy năm mới hoàn thành xong được một cánh tay. May là Ngô Bình không phải người tu hành bình thường, anh có đôi mắt xuyên thấu nên có thể nhìn thấy từng đường kinh mạch cực nhỏ trong cơ thể nên hiệu quả nhanh hơn gấp nhiều lần. Bây giờ, Ngô Bình sẽ bắt đầu từ cánh tay phải trước. Anh đoán chắc mình phải mất một tuần để đả thông kinh mạch cấp 2 ở cánh tay này. Nghĩ sau này mình sẽ luyện được một cánh tay kỳ lân. Ngô Bình thấy hơi là lạ, nhưng vẫn tập trung tu luyện. Chương 25 Mỹ kiều tôi cảm kích vô cùng. Ngày hôm sau, Ngô Bình ngủ dậy tắm rửa xong thì chuông cửa reo vang. Anh ra mở cửa thì thấy Lâm Băng Tiên cùng một người phụ nữ trung niên xinh đẹp khác xuất hiện trước cửa nhà mình. Người phụ nữ ấy trông chỉ như mới ngoài 30, độ tuổi chín nhất. Nhưng trông dáng vẻ ốm yếu cùng gương mặt tái nhợt của bà ấy, Ngô Bình đoán chắc bà ấy cũng phải hơn 40 rồi. Lâm Băng Tiên vội nói, "Anh Ngô, đây là mẹ em." Người phụ nữ trung niên khẽ gật đầu với Ngô Bình, "Cậu Ngô, cảm ơn cậu hôm qua đã cứu băng tiên nhà tôi." Ngô Bình đáp, "Không có gì đâu ạ, à, mời hai người vào." Hai mẹ con Lâm Băng Tiên đi vào phòng khách, Ngô Bình đi pha trà. Anh liếc nhìn mẹ của Lâm Băng Tiên thì thấy hai quả thận của bà ấy đều đã suy kiệt, phải dựa vào việc lọc thận để giữ lại mạng sống. Nhưng dẫu sao hiệu quả từ việc lọc thận cũng không thể so với thận thật được về lâu về dài, cơ thể của bà ấy cũng sẽ bị nhiễm độc. Anh Ngô, bệnh của mẹ em rất nặng rồi, bác sĩ kiến nghị nên thay thận, Lâm Băng Tiên nhẹ giọng nói. Ngô Bình không nói gì, anh suy nghĩ cách chữa trị. Không phải anh không chữa được bệnh cho mẹ của Lâm Băng Tiên, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian, hơn nữa còn phải châm cứu khắp người của bà ấy, như vậy thì sẽ hơi xấu hổ. Thấy Ngô Bình im lặng, Lâm Băng Tiên thở dài nói, thật ra em cũng đoán được là bệnh của mẹ mình không thể chữa khỏi được chữa được thấy vẻ đáng thương của lâm băng tiên ngô bình cảm thông nói chỉ có điều sẽ hơi mất thời gian khoảng một tháng đấy hơn nữa trong thời gian đó còn phải dùng nhiều dược liệu đắt tiền khéo còn tốn nhiều tiền hơn cả thay thận mất lâm băng tiên nghe thấy ngô bình nói có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ mình thì lập tức quỳ xuống rồi cầu xin anh ngô chỉ cần anh có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ em em làm trâu làm ngựa để báo đáp anh cũng được cô đứng dậy đi Ngô Bình đỡ Lâm Băng Tiên dậy rồi nói, chuyện tiền nong thì cô không phải lo đâu, tôi sẽ cố chọn những dược liệu rẻ nhất. Mẹ Lâm Băng Tiên thở dài nói, phiền cậu Ngô rồi, Mỹ Kiều tôi cảm kích vô cùng. Qua câu nói đó, Ngô Bình biết mẹ Lâm Băng Tiên tên là Lâm Mỹ Kiều, một bà mẹ đơn thân đã vất vả nuôi Lâm Băng Tiên khôn lớn nên người. Tốt nghiệp cấp 3 xong, Lâm Băng Tiên đã ra ngoài làm việc để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho mẹ mình. Nhưng trời khéo trêu ngươi, hai năm trước, Lâm Mỹ Kiều chấn mắc bệnh nan y, cả hai quả thận đều hỏng cả. Bây giờ, gánh nặng của cả nhà đều dồn xuống vai một mình Lâm Băng Tiên. Nhưng dù có mệt đến mấy thì cô ấy vẫn phải cắn răng chịu đựng, vì Lâm Mỹ Kiều là người thân duy nhất của cô ấy. Ngô Bình rất thương hai mẹ con Lâm Băng Tiên, anh châm cứu cho Lâm Mỹ Kiều và truyền chân khí vào thận của bà ấy, sau đó bảo bà ấy sang một phòng khác nghỉ ngơi và dặn Lâm Băng Tiên chăm sóc mẹ mình. Lâm Mỹ Kiều vừa về phòng được một lúc thì Nhậm Thiên Thắng đã gọi tới. Ông ấy bảo một lát nữa sẽ cho người mang mấy bộ đồ đến cho Ngô Bình, bảo anh chuẩn bị một chút, nửa tiếng nữa sẽ gặp con gái ông ấy ở quán cà phê trên tầng 5. Ngô Bình không nghĩ lại phiền phức như vậy, nhưng anh đã nhận lời với người ta rồi thì phải làm thôi. Một lát sau, có một cô gái xinh đẹp tóc ngắn ăn mặc sành điệu tới, cô ấy tươi cười nói: "Anh Ngô, tôi kiếm được mấy bộ này, anh mặc thử đi xem hợp bộ nào." Ngô Bình có thể thấy cô gái này giấy chuyên nghiệp, chắc là trợ lý chuyên lo việc riêng cho Nhậm Thiên Thắng nên khá am hiểu về thời trang. Cô ấy lấy một chiếc áo sơ mi trắng ra cho Ngô Bình thay, sau đó đến những bộ đồ khác, cuối cùng đã chọn một cái áo vest thoải mái màu tím nhạt kết hợp với một chiếc quần màu xám. Sau đó, cô gái lại lôi ra mấy cái hộp có khuyên tai, nhẫn và đồng hồ cùng các món đồ xa xỉ phẩm khác, cô ấy lại chọn cho Ngô Bình một chiếc đồng hồ màu vàng và một chiếc vòng cổ màu trắng. Chương 26, thể chất thuần hàn trăm năm mới gặp. Cô gái tóc ngắn cầm một tập tài liệu đưa cho Ngô Bình, "Anh Ngô, đây là thông tin của cô chủ nhà tôi và nội dung mà anh cần phải nói chuyện với cô ấy lần này, anh cứ nhớ qua qua thôi là được." Ngô Bình nhìn thấy bức ảnh của một cô gái với đôi mắt lạnh lùng, tóc ngắn, mặc đồ công sở màu trắng, cô ấy cho người nhìn cảm giác là một cô gái trưởng thành và đơn giản. "Xong, trái ngược với gương mặt xinh đẹp không chỗ chê là vóc dáng gầy gò." Ngực còn nhỏ hơn Lâm Băng Tiên một sai. Cô gái đẹp này là bệnh nhân mà anh sắp gặp, cô ấy tên là Nhậm San San, con gái của Nhậm Thiên Thắng. Trông cô ấy rất có khí chất, thật sự phù hợp với đặc điểm của một loại thể chất đặc biệt nào đó. Trong tài liệu về cô ấy có viết lần này, Ngô Bình sẽ gặp Nhậm San San với tư cách là một khách hàng lớn, anh vẫn được dùng tên thật của mình, còn nội dung nói chuyện với cô ấy thì cực kỳ đơn giản, xem ra anh chỉ có vài phút để chẩn đoán bệnh của cô gái này thôi. Đọc sơ qua xong, Ngô Bình gật đầu, "Ừm. Được, mời anh Ngô đi theo tôi." Cô gái tóc ngắn đi trước dẫn đường cho Ngô Bình đi tới quán cà phê trên tầng 5. Đây là một quán cà phê mang phong cách cổ điển, không quá đông người, chỗ của anh ở trong một phòng riêng, xung quanh có đầy hoa thủy tiên. Lúc này, có một cô gái tóc dài đang ngồi đánh đàn, tạo ra những nhịp điệu du dương. Ngô Bình liếc mắt nhìn menu thì thấy giá một tách cà phê ở đây lên đến mấy trăm. Anh đã chọn loại đắt nhất để uống thử, quả nhiên mùi vị rất ngon. Sau khi chờ khoảng 10 phút, một bóng dáng màu trắng đã bước tới, theo ảnh thì đó chính là Nhậm San San. Cô ấy cầm một tập tài liệu rồi mỉm cười, "Chào giám đốc Ngô." Ngô Bình đứng dậy rồi mỉm cười chào lại, "Chào giám đốc Nhậm." "Mời ngồi." Nhậm San San nhanh nhẹn ngồi xuống rồi bỏ tập tài liệu lên bàn, sau đó cười nói, "Anh Ngô, đây là kế hoạch của chúng tôi, mời anh xem." Ngô Bình không xem vì anh chẳng hiểu gì cả, nên đành cười nói, cô nhậm vội gì chứ, tôi thấy sắc mặt cô không được tốt, có phải thấy không khỏe ở đâu không? Nhậm san san ngẩn ra rồi đáp, không, tôi vẫn bình thường. Ngô Bình mượn cơ đó để quan sát nhậm san san thì phát hiện trên làn da của cô ấy có phủ một lớp xương bằng bạc. Quả nhiên là thể chất thuần hàn, bảo sao mà không gần đàn ông được, Ngô Bình nghĩ thầm. Anh không giấu giếm nữa mà nói thật luôn, tôi là bác sĩ mà bố cô mời tới, bây giờ tôi đã biết tình trạng bệnh của cô rồi cô có muốn biết không nhậm san san lập tức nổi giận rồi nói tôi rất bình thường không cần khám xét gì hết suốt lời cô ấy đứng dậy định bỏ đi ngô bình thật ra không phải cô ghét đàn ông mà là ghét cơ thể của họ tôi có cách để chữa khỏi căn bệnh nghiện sạch sẽ của cô cô cứ suy nghĩ đi rồi gọi cho tôi xong nhậm san san vẫn đi thẳng mà không thèm ngoái đầu lại Cô ấy vừa đi thì Nhậm Thiên Thắng đã gọi tới để hỏi thăm tình hình, Ngô Bình cũng nói thật luôn. Nhậm Thiên Thắng vừa nghe Ngô Bình nói có cách chữa bệnh cho con gái mình thì lập tức mừng quính rồi liên tục nhờ Ngô Bình giúp con gái mình, ông ấy sẽ cố gắng thuyết phục Nhậm San San. Vài phút sau, cô gái xinh đẹp tóc ngắn lại xuất hiện rồi đưa một tấm chi phiếu 300.000 cho Ngô Bình và nói là tiền công hôm nay. Ngô Bình không khách sáo nên nhận ngay rồi rời đi, còn đồ trên người anh thì đương nhiên cũng phải trả lại sau khi ngô bình quay lại thì lâm băng tiên đang ngồi chờ anh ở phòng khách ngô bình hôm nay tôi phải về huyện minh dương một chuyến hai mẹ con cô cứ ở lại đây bao giờ về tôi lại châm cứu cho mẹ cô tiếp lâm băng tiên vội nói không cần đâu ạ à, tiền phòng ở đây cao lắm mẹ con em sẽ về nhà khi nào anh ngô về thì gọi cho em là được ạ à. không sao có người thanh toán rồi hai mẹ con cô cứ ở đi sau đó ngô bình thu dọn đồ đạc dặn dò thêm vài câu rồi đi Trước khi đi, anh đảo đến bệnh viện kiểm tra cho Phùng Tử Tường một chút, ông ấy đã khỏe hơn, xuất huyết trong cũng đã xử lý hết, nhưng khối u vẫn ở đó, muốn trị khỏi nó thì cần uống thuốc trong một thời gian dài. Vệ Thanh Ảnh luôn túc trực ở bệnh viện, cô ấy vội hỏi, "Anh Ngô, ông ngoại tôi sao rồi?" "Hai đến ba hôm nữa là làm phẫu thuật tiếp được, kể cả không phẫu thuật nữa cũng được, nhưng phải uống thuốc tôi kê nhé, phải uống liên tục trong ba tháng đấy." Vệ Thanh Ảnh và Phùng Tử Tường đưa mắt nhìn nhau. Phùng Tử Tường nói, cậu ngô, tôi tin cậu, chúng tôi sẽ chọn cách uống thuốc. chương 27, mua dược liệu quý. Ngô Bình, uống thuốc thì có hiệu quả khá chậm nhưng ít nguy hiểm hơn phẫu thuật. Giờ tôi sẽ kê đơn, mỗi ngày ít nhất phải uống một lần nhé. Ngô Bình kê đơn xong thì đi luôn, vệ thanh ảnh tiến anh ra ngoài cổng. Đã điều tra ra người hạ độc chưa, trên đường đi, Ngô Bình tiện miệng hỏi. Vệ thanh ảnh gật đầu, tra ra rồi, nhưng ông tôi đang buồn, Ngô Bình, cô vệ nên biết cách bảo vệ bản thân, nếu cần thì cứ đến tìm tôi hoặc gọi điện cũng được, tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn anh, vệ thanh ảnh thật lòng nói. Cô ấy cho một chiếc xe đưa Ngô Bình đến bến xe. Hôm nay, anh buộc phải về nhà, bệnh ung thư dạ dày của mẹ anh cần được điều trị tiếp, không thể để cách lần điều trị trước quá lâu được. Khi anh về đến nhà thì đã là buổi chiều, vừa vào phòng khách, anh đã nhìn thấy Chu Thanh Niên đang ngồi học toán với Ngô Mi. Anh Ngô, Chu thanh niên mỉm cười rồi đứng dậy chào Ngô Bình. Ngô Mi nói anh, chị Nhiên đến giúp em làm bài tập. Bấy giờ, Ngô Bình mới nhớ Chu thanh niên từng nói cô ấy có thể dạy kèm môn toán cho Ngô Mi nên vội nói cô Chu, phiền cô rồi. Chu thanh niên nói anh Ngô đừng khách sáo, sau này anh cứ gọi tôi là thanh niên thôi. Sau đó, cô ấy nói tiếp tôi đã nhờ hiệu trường xếp lớp mới cho Ngô Mi rồi. Vài hôm nữa là em ấy có thể đi học bình thường dù môn toán quan trọng nhưng các tiết học khác cũng không thể lơ là được trương lệ bước ra rồi cười nói tiểu bình thanh niên tốt lắm con phải tranh thủ cơ hội đi ngô bình làm ngơ rồi nói mẹ mau đi nấu cơm đi con đói lắm rồi ừ mẹ đi làm ngay đây trương lệ mỉm cười rồi đi vào bếp ngô bình hỏi chu thanh niên thanh niên ở huyện mình có nơi nào bán dược liệu quý không chu thanh niên suy nghĩ một lát rồi đáp tôi cũng không rõ lắm nhưng ở tỉnh thì có đấy, anh Ngô định mua dược liệu gì? Ngô Bình, toàn là các dược liệu quý trên 150 tuổi ấy. Chu thanh niên gật đầu, tôi sẽ về hỏi giúp anh, nhưng chắc giá sẽ cao lắm đấy, ít cũng phải từ một triệu trở lên. Ngô Bình thấy hơi đau đầu, hai mẹ con lâm băng tiên chắc không có nhiều tiền như vậy. Nhưng anh là bác sĩ, không thể thấy chết mà không cứu được. Do dự một lát, anh nói, chỉ cần dưới 2 triệu thì cô cứ mua cho tôi nhé. Dạo này, Thu nhập của anh khá ổn, nhà họ Chu trả 500.000, Nhậm Thiên Thắng trả 300.000, nhà họ Vệ trả 1 triệu, cộng với tiền tiết kiệm của anh nữa thì anh cũng có khoảng 2 triệu rồi. Dù giá như vậy là hơi cao, song vẫn kinh tế hơn thay thận. Với trình độ y học hiện giờ, bệnh nhân thay thận chẳng những phải uống thuốc kháng sinh một thời gian dài, mà cũng khó duy trì sự sống trong năm đến 10 năm. Lâm Mỹ Kiều mới hơn 40, chắc hẳn bà ấy không muốn đối mặt với một tương lai như vậy. Chu Thanh Nhiên gật đầu, được, nhất định tôi sẽ tìm giúp anh. Chu Thanh Nhiên vừa giúp Ngô Mi đổi lớp, vừa dạy kèm thêm, điều này khiến Ngô Bình thấy rất cảm kích, anh nói ăn cơm xong, tôi đến nhà cô nhé. Chu Thanh Nhiên biết Ngô Bình định đến hướng dẫn ông mình tu hành, cô ấy mừng rõ rồi nói, vâng. Khi cơm tối được dọn lên, Ngô Bình chưa kịp động đũa thì Lưu Tuấn Phi đã gửi tin nhắn đến thông báo nhà họ đường đã cho người đến Sơn Trang Thái Khang để kiểm tra, Mọi việc rất thuận lợi, hai bên hẹn ngày mai sẽ ký hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng xong, nhà họ Đường sẽ đầu tư 2 tỷ, sau đó bán sơn trang ấy trên danh nghĩa của mình. Với tầm ảnh hưởng của nhà họ thì chắc chắn khả năng tiêu thụ không thành vấn đề. Nghe thấy thế, Ngô Bình cũng mừng cho bạn mình, vậy là tên này vẫn có thể làm cậu ấm tiếp rồi. Cùng lúc đó, tại nhà họ Đường ở Vân Kinh. Đường Minh Huy cười lớn nhìn con gái cưng nhà mình rồi nói, "Tử Di, con giỏi lắm." thế mà có thể giải quyết được vấn đề của sơn trang thái khang chờ khi nào ký hợp đồng xong chúng ta có thể kiếm được một tỷ đấy đường tử di hừ một tiếng bố nên đề phòng bà nội đừng để lộ tin này vội không họ lại phá mình đấy đường minh huy còn yên tâm hai tỷ ấy là bố vay bạn bè đấy không động đến một đồng nào của nhà họ đường đâu đường tử di gật đầu bố bao giờ ký hợp đồng với nhà họ lưu xong chúng ta đến đổ thạch thành đi con sẽ giới thiệu bạn con cho bố đường minh huy sáng mắt lên cái cậu ngô bình đấy hả được được bố cũng muốn gặp cậu ấy lắm đường tử di nói vậy chốt ngày kia đi nhé sáng sớm ngày kia nha bố đường minh huy đáp tử di lần trước con bảo cậu ấy rất giỏi võ đúng không đường tử di gật đầu vâng giỏi lắm luôn ấy à hôm ấy đi bố nhớ gọi cả chú thất nữa nhé chú ấy là đệ tử tục gia của đại thiềm tự hơn nữa còn được coi là cao thủ thứ ba ở vân kinh để chú ấy đánh giá hộ con Đường Minh Huy gật đầu, được. chương 28, sát thủ xuất hiện. Quay lại nhà Ngô Bình, sau khi cơm nước xong, anh đi cùng Chu Thanh niên đến ngôi biệt thự đó. Chu Viễn Sơn vừa nhận được tin thì đã chờ sẵn ở nhà, xe của hai người đi vào một cái là ông ấy đã ra đón rồi. Cậu Ngô, cậu vất vả rồi, nói rồi, ông ấy đích thân mở cửa xe cho Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, ông Chu đừng khách sáo, thanh niên là bạn của tôi, tôi rất vui khi được giúp ông. Chu Viễn Sơn mời Ngô Bình vào phòng khách rồi nói, cậu Ngô, lần trước cậu nói có thể chỉ cho tôi tiến vào cảnh giới khí, không biết tôi có nhiều cơ hội không? Ngô Bình bình thản đáp, có tôi giúp thì đương nhiên chắc chắn ông sẽ đột phá được. Ngô Bình ra hiệu cho Chu Viễn Sơn ngồi xuống rồi nói, cảnh giới khí cần ngưng tụ chân khí trong cơ thể, ông đã làm được điều ấy lâu rồi, nhưng chưa làm đúng cách thôi. Sứt lời, anh chợt tung một trưởng vào đầu Chu Viễn Sơn, một luồng nhiệt nóng như theo hai mạch nhâm đốc của ông ấy truyền ra ngoài. Tập trung tinh thần, quan sát khí mạch, tuần hoàn quỹ đạo vi mô, nói rồi, Ngô Bình lại giơ tay điểm vào hông của Chu Viễn Sơn liên tục mười mấy lần, để giúp ông ấy thiết lập tuần hoàn chân khí. Có Ngô Bình giúp, Chu Viễn Sơn nhanh chóng chân tĩnh. Ông ấy có thể cảm nhận được khí tức đang vận chuyển rồi xoay tròn ở hai mạch nhâm đốc ngày một mạnh hơn. Ngô Bình ra hiệu cho Chu Thanh niên đi ra ngoài, khi hai người đi ra ngoài sân, anh hỏi chiêu thức mà cô từng tu luyện lần trước là học của ai thế chu thanh niên đó là công pháp mà tổ tiên nhà tôi truyền lại một bộ tiểu thiên tinh trưởng một bộ kim long quyền ông tôi đang luyện kim long quyền còn tôi thì tu luyện tiểu thiên tinh trưởng ngô bình nói vậy thì nhà họ chu của cô là gia tộc võ thuật à chu thanh niên cười đáp chưa được như thế đâu chỉ là được truyền thừa một chút từ tổ tiên thôi Ngô Bình và Chu Thanh Niên đã thân hơn một chút nên anh nói, chắc chắn nhà cô cũng có chút quyền thế, không thì sao hiệu trưởng cũng phải nghe lời răm rắp như thế. Chu Thanh Niên mỉm cười, bố tôi là chủ tịch thành phố, các chú bác thì cũng có chút tiếng tăm ở tỉnh, ông nội tôi ngày xưa kinh doanh hai nhà máy hóa chất với mấy trạm thủy điện. Ngô Bình cười nói, một mình ông Chu mà gánh vác lắm việc thế thì cũng mệt phết nhỉ. Chu Thanh Niên, ông tôi không ngồi yên một chỗ được. Ba năm trước, ông tôi và mấy nhà khoa học hợp tác với nhau, dùng kỹ thuật tưới tiêu thành công trồng được cây hoa quả và rau ở sa mạc rồi đấy. Hai người nhàn nhã tán ngẫu, đột nhiên có hai tia sáng lóe lên ánh lên người Chu Thanh Niên và Ngô Bình. Đây là tia sáng từ đao kiếm, chúng lao tới rất nhanh, nhưng mắt của Ngô Bình vẫn bắt kịp quỹ đạo của chúng. Ngô Bình lập tức lách người, đồng thời lao về phía Chu Thanh Niên. Tốc độ của anh rất nhanh, Chu Thanh Niên chỉ kịp hô lên một tiếng thì hai người đã lăn xuống đất rồi. Cùng lúc đó, hai con dao ấy đã sượt qua áo của họ rồi cắm phượt vào cái cột ở đằng sau. Ngô Bình lập tức nhìn về phía vườn hoa, mắt anh rất nhanh, hơn nữa còn có thể nhìn xuyên qua cây cối rậm rạp vào bóng tối. Anh nhìn thấy một người mặc đồ đen đang chuẩn bị phi tiếp con dao thứ ba đi. Ngô Bình im lặng rồi nhặt một cục đá to như quả trứng gà ở dưới đất lên rồi ném về phía đó, cục đá bay đi với tiếng vun vút rồi đập mạnh vào đầu người đó. Hừ, Cục đá đã trúng vào mắt bên trái của người đó, vành mắt rách ra, một cơn đau truyền tới khiến hắn ngất xỉu. Ngô Bình đảo mắt nhìn quanh, không thấy sát thủ nào khác nữa thì mới thở vào một hơi rồi kéo Chu Thanh Nhiên dậy. Ban nãy, Ngô Bình lao tới quá nhanh nên đã đè lên ngực của Chu Thanh Nhiên đau điếng, cô ấy vừa kinh hãi vừa xấu hổ, anh Ngô, anh không sao chứ? Ngô Bình lắc đầu rồi cau mày hỏi, nhà cô có kẻ thù à? Chu Thanh Nhiên nghệt mặt ra đáp, chắc không đâu, sao lại có sát thủ nhắm vào chúng ta được nhỉ hơn nữa còn định giết cả anh nữa ngô bình đi vào phòng khách trước thấy chu viễn sơn vẫn đang đột phá mà không hề hấn gì ngay sau đó anh đi tới cạnh người mặc đồ đen đang hôn mê rồi giơ tay vỗ vào mặt hắn người đó mới dần tỉnh lại vừa tỉnh lại người đó đã gào thét đau đớn mắt trái bị chọc thùng làm một nửa bên mặt lún xuống đau không thể tả mày là ai tại sao lại định giết bọn tao ngô bình hỏi với vẻ lạnh lùng Người áo đen cười nham nhở, "Tránh được sao của tao chứng tỏ mạng mày lớn đấy. Nhưng chúng mày không thoát được đâu." Hắn vừa nói dứt câu, Ngô Bình đã lấy kim châm cứu ra rồi cắm lên đầu hắn. Người đó lập tức trợn trừng mắt như bị khống chế, hỏi gì phải đáp nấy. Ngô Bình hỏi lại, "Mày là ai?" "Tôi là Từ Đao, người trong giang hồ gọi là Truy Hồn Phi Đao." Hắn ngẩn ra rồi thành thật đáp. "Ai sai mày giết bọn tao?" "Là mệnh lệnh của Bỉ Ngạn." Họ bảo tôi giết Chu Viễn Sơn, tôi thấy hai người vướng víu nên mới định xử lý trước. Bị ngạn kia là gì? Là một tổ chức sát thủ, tôi là một thành viên trong số đó. Mày có biết ai trả tiền để lấy mạng Chu Viễn Sơn không? Không, tôi chỉ nhận lệnh thôi. Ngô Bình Cao mày, lần này ám sát thất bại, bị ngạn còn cử sát thủ tới nữa không? Có, khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới thôi, từ đao trả lời, trừ khi người thuê bảo dừng. Ngô Bình còn định hỏi tiếp, nhưng mặt từ đau đã tái mét rồi chậm chậm nhắm mắt lại, hắn đã chết. Ban nãy, Ngô Bình dùng lực quá mạnh nên khiến hắn bị xuất huyết trong, có thể cầm cự đến lúc này là quá giỏi rồi. Ngô Bình cau mày nhìn xác chết, vừa rồi anh căng thẳng quá nên xuống tay hơi mạnh, chứ anh không muốn giết người, hy vọng sẽ không làm sao. Anh từng là người vào tù ra tội nên rất ngại phạm pháp, nhưng nghĩ lại thì anh đang phòng vệ chính đáng đấy chứ. Đúng lúc này, Chu Viễn Sơn chợt hét lên trong phòng khách, nghe thấy thế, Ngô Bình biết ông ấy đã đột phá rồi. Quả nhiên, không lâu sau, Chu Viễn Sơn đã đi ra rồi cười nói, cậu Ngô, tôi đột phá rồi, tôi sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức của cậu. chương 29, hương khói đều đặn, hòe có linh thức. Sau đó, ông ấy phát hiện có thi thể nằm trên mặt đất, gương mặt biến sắc ngay, chuyện gì thế này? Chu Thanh Nhiên vội vàng thuật lại chuyện vừa rồi, đoạn nói, nếu không nhờ có anh Ngô ở đây thì chúng ta đã chết rồi, ông nội cũng sẽ bị kẻ đó hại chết. Chu Viễn Sơn xa sầm mặt, đoạn bảo, chuyện này cứ để ông xử lý. Hai người đừng can dự vào. Rồi ông ấy chắp tay với Ngô Bình, cậu Ngô à, tôi tạm thời giao thanh niên cho cậu chăm sóc nhé. Tối nay các cậu hãy rời khỏi đây, chờ mọi chuyện giải quyết xong, tôi sẽ nhắn con bé về nhà. Quan sát vẻ mặt và giọng điệu của Chu Viễn Sơn, Ngô Bình biết chuyện này rất nghiêm trọng, có điều anh là người ngoài, không tiện hỏi nhiều, bèn đáp, được, bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay. Chu thanh niên lo lắng vô cùng, ông nội ơi, có phải có chuyện gì không ạ? À? Cháu không đi đâu, cháu muốn ở lại. Chu Viễn Sơn cười nói, không có gì đâu, ông sợ sát thủ lại đến đây, cháu sẽ gặp nguy hiểm. Cháu yên tâm, bây giờ ông nội đã đạt đến cảnh giới khí rồi. Có sát thủ nào giết được ông nữa chứ? Mau đi đi, một khi có tin tức, ông sẽ báo cho cháu biết. Thái độ Chu Viễn Sơn rất kiên quyết, Chu Thanh Nhiên cũng không thể trái lời. Cô ấy lái ô tô, cùng Ngô Bình rời khỏi đó. Nhà họ Chu rất giàu có. Chiếc xe của Chu Thanh Nhiên là S5 nhập khẩu trị giá mấy trăm nghìn tệ, có thể tăng tốc lên 100 km h chỉ trong 4 giây. Ô tô có màu xanh nước biển, rất có cảm giác thể thao. Từ bé, Ngô Bình đã mê ô tô. Trước đây nhà anh có một chiếc ô tô nội địa, nhưng đã bán đi sau khi bố qua đời nhìn thấy một chiếc xe tốt như vậy anh cảm thấy ngứa tay lắm bèn bảo chu thanh niên ngồi ghế phó lái để anh cầm vô lăng ngay khi ô tô phóng trên đường anh vừa đạp ga một cái đã có cảm giác lưng ngả mạnh về phía sau xe rất bám đường khi dễ mang lại cho người ta sự tự tin rất lớn anh vừa lái xe vừa nói tối nay ở nhà tôi nhé lần trước đường tử di ở nhà anh mẹ đã dọn dẹp sẵn một phòng đúng lúc có thể cho chu thanh niên vào ở chu thanh niên khẽ gật đầu vậy làm phiền anh nhé vừa khéo tôi có thể phụ đạo cho tiểu mi ngô bình tò mò hỏi cô chưa có việc làm à chu thanh niên cười nói bây giờ tôi đang làm việc tự do ngoại trừ học võ tôi còn thích vẽ tranh chuẩn bị tổ chức triển lãm tranh của riêng mình vào năm sau ngô bình thầm cảm thán cuộc sống của người giàu quả là khác hẳn vào cái tuổi này chắc hẳn anh đang tìm việc làm để kiếm tiền xe chạy đến nhà họ ngô đỗ lại dưới gốc hòe già. Trước cây hòe để đầy bát hương, xem ra hôm nay có nhiều người đến thắp hương cho cây hòe lắm. Anh thầm cảm thấy buồn cười. Trương Lệ đang ngồi dưới cây hòe, tán gẫu cùng hàng xóm. Vừa thấy Ngô Bình và Chu Thanh Nhiên trở về, hàng xóm đã không ngớt lời ngợi khen, khá đấy Tiểu Bình, có bạn gái xinh đẹp như vậy, không định giới thiệu với mấy thím à. Ngô Bình vội đáp, thím lý à, đây là bạn cháu thôi, không phải là bạn gái đâu mọi người cứ trò chuyện nhé, cháu vào nhà đây. Chu thanh niên đỏ mặt, vội vàng theo sau Ngô Bình. Không còn sớm nữa, Ngô Bình châm cứu cho mẹ xong thì đợi bà đi ngủ, sau đó mới sang xoa bóp đầu cho Ngô Mi đến tận không giờ. Chu thanh niên đã nghỉ ngơi rồi, anh lại ra gốc cây hòe, chuẩn bị luyện tĩnh công. Tĩnh công là công phu tập hít vào thở ra, thường tập luyện khi đứng trước cây cối. Hòe cổ thụ nhà Ngô Bình có một nửa mọc trên tường, nghe nói được trồng bởi ông nội của ông nội Ngô Bình, đã hơn 100 tuổi rồi. Cành lá sum xê, mỗi khi nở hoa, hương thơm của hoa hòe có thể bay xa đến mấy dặm. Ngô Bình đứng đối diện cây hòe, đưa hai lòng bàn tay lên trước ngực, đứng yên, hít thở đều đặn, lúc này tâm của anh rất tính, không lo không nghĩ. Luyện được chừng nửa giờ, lòng anh thoáng sao động, một cô gái lạ xuất hiện trong thức hải, không rõ dung mạo thế nào, chỉ thấy một chiếc váy màu lục rất tao nhã cô gái nó cúi đầu chào anh cảm ơn cậu chủ đã giúp em mở linh thức và mang hương khói đến ngô bình ngẩn ra mở linh thức cô là ai cô gái đáp em là linh thức của cây hòe này ạ à. tuy rất kinh ngạc nhưng ngô bình không thấy sợ thiên địa huyền hoàng quyết có ghi chép rằng cây cối sống lâu năm có cơ hội biến thành tinh linh cũng không có gì kỳ lạ cô là linh thức của cây hòe cô tìm tôi có việc gì à? anh hỏi cô gái nói cảm ơn cậu chủ đã ngăn cản người ngoài làm hại đến em nói em là hòe tiên để em nhận được nhiều hương khói chính nhờ số hương hỏa ấy em mới chính thức ngưng tụ thành linh thức ngô bình hỏi cô bảo hương khói của bọn họ đã giúp cô à phải thưa cậu chủ sau này em sẽ là tinh linh bảo vệ nhà họ ngô cậu chủ có bất cứ yêu cầu gì cứ nói với cây hòe em sẽ dốc sức giúp đỡ ạ à. suốt lời bóng dáng đối phương đã biến mất ngô bình lập tức mở choàng mắt anh quan sát cây hòe già, thấy có một tầng ánh sáng trắng mờ mờ phủ quanh bề mặt, khá giống linh khí. Cây hòe này quả nhiên đã khác hẳn lúc trước. Anh đi đến trước cây hòe, vừa vỗ nhẹ lên thân cây vừa nói, không ngờ còn có thể sinh ra linh thức. Tốt lắm, cố gắng tu hành, bảo vệ nhà họ ngô của tôi nhé. Quá nửa đêm, ngô bình về phòng, đã thông kinh là cấp 2, đến tận khi trời hưởng sáng mới chợp mắt một lúc. Anh bị đánh thức bởi âm thanh gõ cửa, tiếng gõ cửa rất lớn, còn có tiếng ai hét lên mở cửa mau mở cửa ra ngô bình vội vã thay đồ rồi bước ra sân cùng lúc ấy trương lệ mở cửa ra một đám người mặc đồng phục cảnh sát liền xông vào đây là nhà ngô bình trương lệ nghe tim mình đánh thịt một cái bà nói phải các anh tìm tiểu bình sao một tên cảnh sát cười khẩy ngô bình phạm tội rồi bảo anh ta ra đây ngô bình cười nhạt tôi phạm tội gì tên cảnh sát nọ không nói hai lời lập tức phất tay, còng tay anh ta lại. Ngô Bình lùi lại một bước, cười nói, cho tôi 5 phút, tôi muốn gọi hai cuộc điện thoại. Anh biết, có ai đó đang dở trò với mình. Tên cảnh sát lạnh lùng nói, cho anh 3 phút. Ngô Bình gật đầu, cú điện thoại thứ nhất, anh gọi cho đường tử di. Nhà họ đường là một trong bốn gia tộc lớn, còn đang cần đến anh, chắc chắn họ sẽ giúp anh. Cú điện thoại thứ hai, Ngô Bình gọi cho một người tên Lý Quảng Long, còn được giới anh chị gọi là anh Long. Trước đây Lý Quảng Long từng đến nhà giam nhờ anh khám bệnh, khí thế oai phong lắm. Lý Thịnh Quốc gặp người này thì ngoan ngoãn vô cùng. Có điều sau khi Ngô Bình chỉ được bệnh lâu năm cho Lý Quảng Long, đối phương lập tức nhìn anh bằng con mắt khác. Lý Quảng Long gọi Ngô Bình là em trai, còn bảo là nếu sau này anh gặp rắc rối ở tỉnh Ca thì cứ việc nhờ vả. Sau khi hai người họ bắt máy, anh lập tức vượt lại tình hình một cách nhanh chóng. Anh vừa gọi xong, Chu thanh niên cũng bước ra. Cô ấy hỏi, anh Ngô à, chuyện gì vậy? Ngô Bình đáp, thanh niên à, có lẽ có ai đó đang chơi tôi. Cô nhờ bố cô điều tra nhé. Chu thanh niên gật đầu, anh cứ yên tâm. Sau đó, Ngô Bình bị còng tay và đưa lên xe. Xe bóp còi rồi phóng đi. Ngồi trên xe, Ngô Bình bỗng cảm thấy có gì không ổn. Tuy đám cảnh sát này mặc đồng phục, nhưng ánh mắt của bọn chúng rất bất thiện, toát ra vẻ độc ác, chẳng giống người của chính phủ chút nào. Lẽ nào là giả mạo? Nghĩ đến khả năng này, anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là người của chính phủ chơi anh thì không có gì phải sợ cả. Các anh thuộc sở nào thế?" Ngô Bình hỏi. Một trong số chúng lạnh lùng đáp, "Đừng hỏi những chuyện không nên hỏi. Đến nơi khác biết." Ô tô chạy được một đoạn thì lái vào một con đường vắng vẻ. Chẳng bao lâu sau, xe đã chạy vào một nhà xưởng. Nhà xưởng rộng lớn này đã ngừng hoạt động không có lấy một bóng người, yên ắng vô cùng. Xe đã dừng lại, có kẻ đẩy Ngô Bình xuống xe. Đối diện anh là một nhà xưởng rộng rãi, có một người đàn ông rất sắc bén đang ngồi bên trong, nom ông ta khá tiểu tụy, cứ như ba ngày rồi không ngủ vậy. Đó chính là Tống Hồng Bân. Vừa nhìn thấy Tống Hồng Bân, Ngô Bình đã hiểu ngay mọi chuyện. Chú thuật của anh hiệu nghiệm rồi. Tống Hồng Bân, là ông, anh nhìn kẻ thù chân chân, gần từng chữ một. Tống Hồng Bân nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, oát con. Hôm đó cậu nói cậu nguyền rủa tôi mãi mãi gặp ác mộng, sống không bằng chết, tôi không nhớ sai chứ. Ngô Bình cười tuyết miệng, đúng vậy, tôi nguyền rủa ông đấy. Sao hả, lương tâm cắn rứt, bắt đầu gặp ác mộng thật rồi à. Tống Hồng Bân đứng phát dậy, gầm lên, đánh nó đi, đánh đến chết. Bọn cảnh sát giả mạo lập tức nhào đến Ngô Bình, nhưng Ngô Bình làm sao để chúng tiếp cận kia chứ? anh giãy tay một cái đã khiến còng tay đứt ra, hai cánh tay vung ra một cái đã khiến bốn tên vừa đến gần mình văng ra xa mấy mét. Bốn tên đó ngã xuống đất và nôn ra một ngụm máu tươi, không động đậy nổi. Những người còn lại đều giật nảy mình, vội vã lùi về sau như gặp ma. Tống Hồng Bân sửng sốt, sao Ngô Bình lại mạnh như vậy chứ? Ngô Bình bẻ tay, còng tay đã đứt ra, bị anh vứt xuống đất như vứt xác. Anh bắt đầu đi chậm chậm về phía Tống Hồng Bân. Anh tiến một bước, Tống Hồng Bân lùi một bước. Nhưng đúng lúc này, có một người xuất hiện sau lưng anh. Người này chừng 30 tuổi, để đầu chọc, cao gần mét 9, cánh tay còn to còn bắp đùi của người khác, cả người tỏa ra nguồn sức mạnh như trực nổ tung. chương 30, tôi tự giải quyết. Tống Hồng Bân lập tức có thêm dũng khí, sau đó chỉ vào Ngô Bình nói, đánh chết nó đi. Tên đầu chọc cất giọng cười dữ tợn, hai nắm đấm va vào nhau vang lên âm thanh chói tai, tên kia nhìn chầm chầm vào ngô bình rồi nói thằng kia mày cũng giỏi đánh đấm quá nhỉ hay đấy càng mạnh thì kim biu tao đây càng thích ngô bình thờ ơ nói mấy cái trò võ mèo này của anh không đánh lại tôi được đâu tôi khuyên anh rút lui đi đây là chuyện giữa tôi và tống hồng bân không liên quan đến người ngoài kim biu bật cười quái gở không đánh lại mày ư tiếp chiêu của ông đây gã còn chưa nói hết câu thì đã tung ngay một nắm đấm ra cánh tay của kim biu rất dài lực thì khỏe nếu bị đánh chúng thì người có sức trâu bò đến mấy cũng gục ngay. Ngô Bình đã luyện ngũ long thánh quyền được hơn một năm, anh lập tức giơ tay lên thật nhanh theo bản năng, để tung một quyền vào điểm yếu trên tay của Kim Biêu. Hai quyền va chạm vang lên một tiếng rắc, tay Kim Biêu đã bị gãy rồi buông thóng. Gã gào thét điên cuồng rồi ôm tay lùi lại, mặt thì tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Ngô Bình nhân cơ hội đó đá gã bay đi, sau đó bước tới cạnh Tống Hồng Bân rồi lạnh giọng hỏi, ông vừa muốn đánh chết tôi đúng không? Tống Hồng Bân sợ đến mức mặt trắng bệch, chân ông ta mềm nhũn rồi ngồi xuống ghế, run rẩy nói, sao mày có thể giỏi như vậy được? Ngô Bình nhìn thẳng vào ông ta, ngày xưa, con trai ông là Tống Thế Kim đã đâm chết bố tôi, nhà ông chẳng được một câu xin lỗi thì thôi, còn thay đen đổi trắng, thuê người chịu tội thay cho con trai ông. Còn thằng đó thì vẫn nhởn như ngoài vòng pháp luật. Tống Hồng Bân nói ngay, Ngô Bình đúng là nhà chúng tôi đã sai, nhưng Thế Kim cũng không cố ý làm vậy. Thế nào là không cố ý, Ngô Bình cười lạnh hỏi tiếp, sau đó, ông đã cho người ngăn cản tôi điều tra sự việc, còn dùng dao chém tôi, thế mà là không cố ý à? Tống Hồng Bân không còn gì để chối nữa, bèn run giọng nói, Ngô Bình, cậu đừng có làm bậy. Chủ tịch huyện là anh em kết nghĩa với tôi, nhà mẹ vợ tôi là nhà họ cung ở tỉnh. Nếu cậu dám làm gì tôi thì họ không tha cho cậu đây. Ngô Bình mỉm cười đầy sâu xa, làm bậy. Đương nhiên tôi sẽ không làm vậy. Ngô Bình tôi là người tuân thủ pháp luật. Dù ông có cho người bắt cóc tôi thì tôi cũng không làm gì ông đâu. Tống Hồng Bân, cậu không giết tôi ư? Giết người thì phải đi tù nên tôi không làm thế đâu. Ngô Bình cười nói, nhưng ác giả thì ác báo. Kiểu gì ông cũng sống không được mà chết cũng không xong. Dứt lời, anh vỗ vào vai của Tống Hồng Bân rồi nhìn sâu vào mắt ông ta, sau đó quay người bỏ đi mọi người ở đó đều nghệt mặt ra, người này giỏi võ như vậy mà lại tha cho họ ư. Ông chủ, ông không sao chứ, đám kia lập tức súng lại. Giặt một lũ ăn hại, biến hết đi, tống hồng bân gào lên, ánh mắt xẹt qua tia sát ý, ngô bình, mày chứ chờ đấy thằng khốn, tao không tha cho mày đâu. Tống hồng bân không phải kẻ ngốc, ông ta có thể nhìn thấy thù hận trong mắt ngô bình, nhất định anh sẽ báo thù nên ông ta phải chuẩn bị trước. Đúng lúc này, những người động tay chân với Ngô Bình chợt thấy ống quần mình nóng lên, họ cúi xuống nhìn thì thấy toàn nước vàng khè dưới đất, là nước tiểu của họ. Tống Hồng Bân cũng vậy, ông ta cũng tiểu tiện mất kiểm soát mà không hề biết gì. Mặt Tống Hồng Bân lập tức nhăn như đít khỉ, lẽ nào ông ta trúng cái gì rồi ư? Họ đâu biết rằng trong lúc đánh nhau ban nãy, Ngô Bình đã thi triển ngũ độc âm thủ, chính là chiêu mà anh đã dùng với hai kẻ bắt cóc ngô nghi. Tống Hồng Bân ngày càng thấy lo lắng rồi hét lên, mau, đi về thôi. Lúc này, Ngô Bình đã đi trên đường lớn rồi. Giữa đường, anh nhận được điện thoại của Lý Quảng Long và đường Tử Di. Hai người này đúng là siêu thật, mới đó mà đã tra ra được chuyện này do Tống Hồng Bân làm rồi. Lý Quảng Long nói, chú em, Tống Hồng Bân ấy cũng soàng thôi, nhưng mẹ vợ ông ta thì không đơn giản đâu, là người của nhà họ cung ở tỉnh đấy, thế lực của nhà họ cũng gớm phết. Ngô Bình, anh Long, tự tôi có thể xử lý chuyện này được. Lý Quảng Long, chú em phải cẩn thận đấy, có gì thì cứ ới anh nhé. Đường Tử Di nhắc nhở thêm, anh Ngô, Tống Hồng Bân ấy là đại gia ở huyện Minh Dương, ông ta quen nhiều người trong giang hồ lắm. Dù anh có võ nghệ cao cường, nhưng cũng không được sơ suất. Nếu không cần thiết thì tạm thời, anh đừng dở mặt với ông ta. Ngô Bình, yên tâm, tôi biết cân nhắc mà. chương 31, các cấp trong tu hành. Sau khi Ngô Bình về nhà, Trương Lệ lo lắng nãy giờ mới yên tâm, chu thanh niên thì vẫn rất bình tĩnh vì đã biết tài năng của ngô bình anh ngô tôi đã nhờ bố tôi hỏi về chuyện này rồi chắc không lâu nữa sẽ có đáp án thôi ngô bình xua tay cảm ơn cô nhưng chuyện này dừng ở đây thôi tự tôi giải quyết được chu thanh niên cười nói vâng bọn họ trở ra phòng khách nhớ lại lời của đường tử di ngô bình hỏi thanh niên cô có biết phân chia cảnh giới của võ thuật hiện giờ không Chu thanh niên cười đáp, từ nhỏ tôi đã học võ rồi nên cũng biết một chút. Cảnh giới của võ thuật hiện giờ được chia thành cảnh giới lực, cảnh giới khí, cảnh giới thần, cảnh giới tiên thiên, cảnh giới vương và cảnh giới thánh. Cảnh giới lực là rèn luyện sức khỏe, cảnh giới khí là luyện khí, cảnh giới thần là luyện thần, cảnh giới tiên thiên là luyện ý, cảnh giới vương là luyện hình, cảnh giới thánh là luyện tâm. Nghe nói trên cảnh giới thánh còn có cảnh giới tiên lưu, nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi, Ngô Bình thầm nghĩ, cảnh giới lực, khí và thần hình như tương đương với cảnh giới hoàng của thiên địa huyền hoàng quyết. Còn cảnh giới vương và thánh thì tương đương với cảnh giới huyền trăng. Anh hỏi tiếp, nói vậy thì có cao thủ cảnh giới thần ư? Chu Thanh Nhiên đáp, đến cảnh giới thần thì đã lên cấp tông sư rồi. Cao thủ ở cấp này không nhiều đâu, địa vị của họ trong giới giang hồ rất cao. Còn ai đạt đến cảnh giới tiên thiên và cảnh giới vương thì được gọi là đại tông sư tiên thiên và võ vương rồi, những người này tôi chỉ được nghe kể thôi chứ chưa gặp bao giờ nghe nói võ vương là cao thủ cấp quốc gia thuộc hàng đại sát khí rồi một khi họ phải ra tay thì đều là chuyện cực kỳ hệ trọng cuối cùng là cảnh giới thánh thì được gọi là võ thánh các võ thánh có chỉ số iq cực cao họ là vũ khí hạng nặng của quốc gia kiểu như vũ khí hạt nhân luôn ấy cả nước chỉ có vài người thôi hình như họ đều đang trấn thủ ở thiên kinh ngô bình thầm thấy kinh ngạc không ngờ trên đời lại có cao thủ cảnh giới huyền, xem ra chút tu vi ít ỏi của anh chưa là gì rồi. Chu Thanh Nhiên khẽ thở dài, thật ra dù võ thuật có giỏi đến mấy thì cũng không phải đối thủ của vũ khí, cho nên còn mấy ai thích học võ nữa đâu. Ngô Bình nói, chưa hẳn, tu vi mà cao thì khó mà bị đạn bắn bị thương được. Chu Thanh Nhiên, thế thì ít nhất cũng phải là tông sư cảnh giới thần, nhưng đâu phải ai cũng tu luyện được. Nói đến đây, cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó, anh Ngô dược liệu mà anh cần đang trên đường về rồi. Ngô Bình hỏi ngay, bao nhiêu tiền thế? Chu Thanh Nhiên cười đáp, giá hữu nghị thôi, một triệu mốt. Ngô Bình thở vào một hơi, may không quá hai triệu. Chu Thanh Nhiên, tôi tặng anh luôn nên không cần trả tiền đâu. Ngô Bình nghiêm mặt nói, cô tìm mua giúp tôi là tôi cảm kích lắm rồi, sao lại lấy không của cô được nữa? Chu Thanh Nhiên vội nói, anh Ngô, anh giúp ông nội tôi đột phá, lại cứu mạng tôi nên tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói, tôi giúp cô là vì coi cô là bạn, chứ không phải vì tiền. Không lẽ cô nghĩ một triệu có thể mua được một cao thủ cảnh giới khí sao? Chu thanh niên cuống quýt nói, anh Ngô, tôi không có ý đó đâu, tôi. Cô ấy xuất sáng đến độ vành mắt đỏ hoe, Ngô Bình không đành lòng nên nói, tôi biết cô chỉ nghĩ đơn giản là cảm ơn tôi thôi, nhưng không cần câu nệ vậy đâu. Chu thanh niên gật đầu, được, là lỗi của tôi, anh Ngô đừng giận nhé. Ngô Bình vui vẻ nói, tôi giận gì đâu, nhưng nếu chúng ta đã là bạn thì cô đừng khách sáo với tôi như thế. Chu Thanh Nhiên mềm lòng, cô ấy là một người có chỉ số IQ rất cao nên biết ngay Ngô Bình là người trọng tình cảm, vì thế mỉm cười nói, anh Ngô, vậy sau này tôi sẽ không khách sáo với anh nữa, mà sẽ nhờ anh thật nhiều việc. Ngô Bình cứ tự nhiên, đã là bạn bè thì tôi không ngại phiền phức đâu. Ngô Bình lập tức lấy một triệu mốt ra đưa cho Chu Thanh niên, đây không phải một khoản tiền nhỏ nên anh đang thấy hơi xót của. Nửa tiếng sau, cây dược liệu đã về đến nơi, người bán đã cử người ship nhanh đến. Ngô Bình mở hộp ra kiểm tra hàng thì thấy là cây dược liệu lên đến 140 đến 150 tuổi, anh rất hài lòng. Nhận hàng xong, anh lại đưa cho người giao hàng thêm một đơn thuốc để người đó tìm giúp rồi mang đến đây, vì đó đều là các dược liệu hiếm đối phương là người trong ngành nên nhìn cái là biết ngay, anh Ngô yên tâm, muộn nhất là chiều mai, tôi sẽ giao hàng đến cho anh. Giữa trưa, đường tử di lại gọi điện tới, nhà họ đã ký hợp đồng với nhà họ Lư. Cô ấy bảo Ngô Bình đến Vân Kinh một chuyến rồi buổi chiều cùng đến đổ thạch thành. Ngô Bình lập tức lái chiếc S5 của Chu Thanh Nhiên đến Vân Kinh. Đổ thạch thành nằm ở một nơi khá hẻo lánh, nếu ngồi tàu cao tốc đến đó thì phải mất hơn một tiếng đồng hồ, cho nên đi ô tô sẽ nhanh hơn. Ngô Bình đã nghe nói đến đổ thạch thành lâu rồi, hình như nơi đó được các thương nhân buôn ngọc chung tay xây dựng, diện tích lên đến hơn 5.000 mẫu, mức tiêu thụ hàng năm hơn trăm tỷ, lợi nhuận thì khỏi phải bàn. chương 32 đây là ông Liễu Tam Tuyệt, cao thủ trong giới chơi ngọc. Đổ thạch thành thu hút rất nhiều dân chơi ngọc đến, hầu hết họ đều không quản ngại xa xôi chỉ để thử cảm giác kích thích từ thú vui này. Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc, nhưng Ngô Bình luôn giữ vận tốc ở khoảng 130 km h hơn hai tiếng sau, chiếc xe đã dừng trước cánh cửa lớn của đổ thạch thành. Cửa ở đây được xây dựng rất hoành tráng, hai bên còn có hai con sư tử làm bằng ngọc rất cao, thoạt nhìn trông rất oai phong. Hiện giờ đang có rất nhiều những chiếc xe sang đỗ ở bên ngoài, so ra thì chiếc S5 của Ngô Bình không là gì cả. Anh gọi cho đường tử di, biết Ngô Bình đang ở bên ngoài, cô ấy cười nói anh, anh chờ một chút, em sẽ xuống đón anh ngay. Vài phút sau, đường tử di ngồi trên một chiếc xe điện đi ra rồi vẫy tay với Ngô Bình. Anh ngồi xuống cạnh cô ấy rồi hỏi, cô đến sớm thế à? Đường tử di cười đáp, em cũng mới đến thôi, chúng ta đi gặp bố em nhé. Chiếc xe điện đi qua một khoảng xanh rồi tiến tới trước một tòa nhà ba tầng. Tầng một là tiệc buffet và nơi nghỉ ngơi, hiện giờ đang có vài người ngồi ở đó, đường tử di lập tức dẫn Ngô Bình đi về phía ấy. Một người đàn ông trung niên khôi ngô trong số đó đứng dậy trước rồi nhanh chân ra đón Ngô Bình, cách anh khoảng 7, 8 bước thì ông ấy đã giơ tay ra, "Tiểu Ngô phải không, cuối cùng thì tôi cũng được gặp cậu rồi." Ngô Bình rất ngạc nhiên khi thấy người đàn ông này nhiệt tình với mình như vậy, anh thầm nghĩ họ nào có thân quen gì đâu. Đường Tử Di liếc bố mình rồi nói, "Anh, đây là bố em, Đường Minh Huy." Ngô Bình nói, "Chào ông Đường." Đường Minh Huy cười khà khà, "Ái trà, cậu đúng là một nhân tài." Sau so ra thì không kém tôi ngày xưa là bao đâu." Ngô Bình mỉm cười, ông đường quá khen rồi. "Mau ngồi xuống đi, để tôi giới thiệu mấy người bạn với cậu." Đường Minh Huy kéo Ngô Bình tới khu nghỉ ngơi, ở đó có mấy cái ghế sofa xếp thành một vòng tròn. Ông ấy chỉ vào một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc áo sơ mi trắng rồi nói, "Đây là ông Liễu Tam Tuyệt, cao thủ trong giới chơi ngọc." Ngô Bình gật đầu thay lời chào đường minh huy lại chỉ vào một người trung niên điềm tĩnh khác rồi nói đây là chú thất la thất sát nghe thấy vậy la thất sát đứng dậy rồi giơ tay phải ra ngỏ ý muốn bắt tay với ngô bình ngô bình cũng giơ tay ra hai bàn tay nắm vào nhau anh lập tức cảm thấy có một luồng sức mạnh như dòng điện mạnh mẽ ập tới hả hình như trong người ông cũng có chân khí nhưng hơi hỗn tạp ngô bình biết được tu vi của la thất sát ngay dù ông ấy là cao thủ cảnh giới khí nhưng công lực không thuần khiết chương 33 chắc ở đây nhiều ngọc thô lắm đúng không? Trong thiên địa huyền hoàng quyết thì luyện khí chia thành 5 giai đoạn là tiểu chu thuyên, đại chu thiên, luật động, phóng chân khí và luyện khí thành sức mạnh. Bây giờ, Ngô Bình đang ở giai đoạn luật động, thi thoảng có thể phóng được chân khí ra ngoài. Anh không biết luyện khí của tu sĩ hiện tại có mấy giai đoạn, nhưng chắc là thất sát chỉ ở cấp trung kỳ của Đại Chu Thiên thôi. Đại Chu Thiên có nghĩa là chân khí sẽ vận chuyển theo một tuyến đường nhất định trong kinh mạch của người luyện. Vì thế, Ngô Bình thử điều động chân khí, chân khí của anh lập tức như thủy triều dâng hết lớp này đến lớp khác, là thất sát chỉ cầm cự được vài phút là tái mặt rồi hô lên, bái phục. Ngô Bình biết ông ấy đã cúi đầu nhận thua nên lập tức dừng tay rồi nói, khách sáo rồi. Thấy đường Minh Huy liếc mình, là thất sát nói luôn, khỏi cần hỏi, thực lực của cậu bạn trẻ này mạnh hơn tôi. Đường Minh Huy mừng rỡ rồi cười lớn, quá tốt rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Tiểu Ngô, cậu có bạn gái chưa? Đường tử di cuống lên rồi cắt lời, nói vào chuyện chính đi bố. Ừ thì chuyện chính, đường Minh Huy kéo Ngô Bình ngồi xuống cạnh mình rồi nói, tiểu Ngô, cậu cũng biết đấy. Tôi đã bị người ta bày mưu tính kế lửa ở Biên Nam. Chính vì thế nên tôi đã bị gia tộc phạt rất nặng và tước hết mọi quyền lực. Vì vậy, tôi cần phải quay lại đó một chuyến để đòi lại số tiền đã mất. Hôm nay chỉ là khởi động thôi, cậu cứ việc thể hiện bản lĩnh của mình. Ông Liếu đây sẽ là trợ thủ của cậu hôm nay chúng tôi sẽ nghe theo cậu hết. Chỉ cần chiến tích của cậu tốt thì chúng ta có thể tấn công đến Biên Nam bất cứ lúc nào. Ngô Bình không vội, anh nâng cốc trà lên uống rồi hỏi, ông Đường, ông thấy chiến tích phải ra sao thì chúng ta mới có thể đến Biên Nam được. Đường Minh Huy trông có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thật ra là một người thông minh, ông ấy suy nghĩ một lát rồi nói, bắt buộc phải đạt 130%. Hiểu đơn giản là họ mua một tảng đá với giá 100, nhưng sau khi tách thì phải bán ra với giá 130, chỉ có vậy thì nơi này mới có giá trị thương nghiệp. Ngô Bình gật đầu, các vị cứ ngồi đây, để tôi đi xem sao. Rõ ràng Ngô Bình không muốn ông liễu đó đi cùng mình, biết ý nên Đường Tử Di vội đi cùng anh rồi cười nói, anh, em đi với anh nhé. Rời khỏi khu nghỉ ngơi, Ngô Bình hỏi, chắc ở đây nhiều ngọc thô lắm đúng không? Đường Tử Di nói cho Ngô Bình biết đổ thạch thành được chia làm năm khu gồm khu 500, C, B. C và S, trong đó, khu 500 là đá rẻ nhất với giá chỉ mấy trăm hoặc mấy chục, vì thế khu này đông khách nhất và diện tích cũng rộng nhất, đá giá rẻ cực nhiều. Đá ở khu 100 thì hơn một chút, có thể bán với giá hơn 1.000, sau khi đến tay các nhân công thì sẽ trở thành các món trang sức khác nhau. Đến khu B thì giá bắt đầu nhích lên hẳn, một khối đá có giá từ vài nghìn đến cả chục nghìn, nếu gặp may thì có thể chọn được miếng cực phẩm ở đây. Vì thế hầu như chỉ có dân buôn mới thường xuyên đến khu này, đương nhiên cũng không thiếu những ông chủ trong ngành đồ ngọc. Khu A thì cao cấp hẳn, rẻ thì cũng vài chục nghìn, còn đắt thì cả trăm nghìn cho tới tiền triệu. Đá ở khu này không nhiều, nhưng dễ dàng tạo ra tinh phẩm, cho nên những người mua hàng cũng thích đến đây. Chương 34 không lỗ được. Cuối cùng là khu S, đá ở đây có giá trên trời, bét nhất cũng phải tiền triệu, chục triệu hay thậm chí cả trăm triệu. Khu S còn có mấy nơi để trưng bày Ngọc Vương, những viên ngọc này đều có tên, nào là Tam Hoàng Ngũ Đế, bắt đầu thất tinh. Hàng bán ra ở đây rất ít, mỗi tháng chỉ có mấy chục đơn, nhưng đều là đơn giá trị cao. Nghe thấy thế, Ngô Bình cười nói, xem ra chúng ta phải bắt đầu từ khu B thôi. Đường Tử Di gật đầu, đúng vậy, khu 100 và khu 500 đều là hàng phổ thông, dành cho dân không chuyên nên chúng ta sẽ bắt đầu từ khu B. Hai người đi đến khu B, đá ở đây đều được bày trên kệ với giá công khai từ 1 đến 2 nghìn, ngoài ra cũng có từ 7 nghìn đến cả chục nghìn. Trước khi đến đây, Ngô Bình đã xem qua mấy cuốn sách về Ngọc rồi. Trí nhớ của anh rất tốt nên đã thuộc hết nội dung, từ gốc tinh thể mã não, thạch anh, hổ phách, có thể nói bây giờ, anh cũng được coi là dân chuyên rồi. Ngô Bình xem liên tiếp mấy tảng đá mà vẫn không cược được tảng nào. Đây cũng chính là lý do nơi này không xẻ đá ra, mục đích là muốn người mua chấp nhận mạo hiểm như vậy họ mới không bị lỗ. Ngô Bình vừa đi vừa ngắm, sau khi nhìn xuyên thấu cả trăm tảng đá, cuối cùng đã có một tảng thu hút sự chú ý của anh. Tảng đá này không lớn, giá chỉ 3 bảy, bên trong có một miếng phỉ thúy màu xanh biếc nặng cỡ 300 gram, giá trên thị trường phải cỡ 50.000. Sau khi xác định giá trị xong, Ngô Bình lập tức lấy điện thoại ra để quét mã sản phẩm và trả tiền luôn một nhân nhiên lập tức đi tới giúp anh gói hàng vào một chiếc hộp khóa lại rồi đưa chìa khóa cho anh khi ngô bình đang định dùng năng lực nhìn xuyên thấu để xem tiếp thì mắt trái anh mở đi đầu óc cũng choáng váng hỏng rồi dùng sức quá rồi đây mà xem ra phải nghỉ một lát đã ngô bình ngạc nhiên rồi vội tạm dừng vì anh cảm thấy người mình đang rất yếu anh đã phát hiện ra điểm yếu của năng lực này từ lâu đó là không thể sử dụng trong một thời gian dài được nếu không sẽ hoa mắt chóng mặt và suy kiệt. Anh nhìn đồng hồ rồi nói với Đường Tử Di, chúng ta nghỉ một lát đi. Thấy suốt từ nãy đến giờ, Ngô Bình chỉ chọn được một miếng, Đường Tử Di nói, anh, anh cứ mạnh dạn lên mà chọn. Ngô Bình cười nói, tôi có 900.000 theo và định tiêu hết sạch, nhưng để không phải bù tiền túi ra thì tôi phải cẩn thận chứ. Đường Tử Di cười nói, không sao, lỗ em chịu. Ngô Bình, không lỗ được trong lúc hai người đang nói chuyện thì có một đôi nam nữ đi từ xa tới, đó là Tôn Tinh và Triệu Kỳ Lượng. Bọn họ cũng nhìn thấy Ngô Bình, khi ấy cả hai đều ngây ra, sau đó Tôn Tinh đã nở một nụ cười chế nhạo, gì thế này, anh cũng đến đây cược ngọc à. Ngô Bình không thèm chấp, mà nói với đường tử Di, chúng ta đi tiếp thôi. gì mà vội thế, Tôn Tinh đắc ý nói, Kỳ Lượng đang hên lắm, chúng tôi vừa thắng một tảng đá, lã hẳn 13.000, hay anh nhờ anh ấy chọn giúp một tảng đi trường 35 tách khối này ra cho tôi. Ngô Bình đã muốn bỏ qua cho hai người này rồi, nhưng họ cứ lấn tới, vậy thì đừng trách anh là ác. Thế à, tôi lại thấy vận mình đỏ hơn đấy, anh hờ hững nói. Vậy ư, sao người ta bảo kẻ ra tù vào tội rồi là đen lắm mà. Sao anh vẫn dám đến cực thế, tôn tinh thất giọng khiêu khích, lần trước đường tử di đã khiến cô ta mất mặt, đến giờ cô ta vẫn ghim thù đây. Đường tử di cố ý khoác tay Ngô Bình rồi nói, chồng, có phải cô bạn gái cũ này của anh vẫn còn thích anh không? Nhưng trông cô ta xấu hoắc, anh đừng ngó ngàng tới nhé. Giọng của đường tử di mềm như nước, Ngô Bình nghe xong mà dùng cả mình, nhưng cũng đáng đời tôn tinh. Cô, loại rác rưởi như anh ta thì còn lâu tôi mới thèm nhé. Đường tử di hờ hững nói, cô bảo chồng tôi là rác ư. Mắt cô đuôi rồi hà, rõ ràng chồng tôi là chuyên gia cực ngọc, kiểu gì tảng đá mà anh ấy chọn cũng có giá cao. Có giá cao, bốc phét vừa thôi, tôn tinh bật cười chế nhạo, chém gió thì ai chẳng làm được. Đường tử di nói với Ngô Bình, chồng, anh mau chọn một tảng cho họ sáng mắt ra đi. Được, Ngô Bình cũng hùa theo, lập tức khởi động khả năng nhìn xuyên thấu. Trùng hợp thế nào anh vừa nhìn mấy khối đá thì đã chọn được ngay một khối có giá 10.000 và nặng khoảng 20 cân, giữa khối đá này có một miếng ngọc màu xanh và nặng chừng một cân. Mỗi một gam loại này đều có giá bán ngoài thị trường là 900, Vậy thì miếng này của anh phải lên đến 900.000. Ngô Bình thầm gào thét, đây rồi. Anh chỉ vào khối đó rồi bảo nhân viên cất vào hòm, đồng thời thanh toán luôn. Thấy Ngô Bình chọn được nhanh như vậy, triệu kỳ lượng không nhịn được lắc đầu. Ngô Bình, cậu không hiểu thì đừng chọn bừa, kiểu này là cậu lỗ chắc rồi. Nói rồi, anh ta cũng bắt đầu lựa chọn, cuối cùng đã chi 20.000 để mua một khối đá màu đen xì và nặng mười mấy cân. Thoạt nhìn khối đá này rất chắc chắn, triệu kỳ lượng rất hài lòng. Anh ta cười nói, đây là ONYX, dù không bằng hốc tính thể, nhưng cơ hội tạo ra thạch anh rất cao, chính nó. Ngô Bình lập tức sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy trong tảng đá này chỉ có một đường màu xanh, còn lại thì toàn là vôi. Anh thản nhiên gọi thợ tách đá tới, tách khối này ra cho tôi. Tôn Tinh lập tức ốm lấy khối đá ấy rồi nói, chúng tôi lấy trước rồi. Ngô Bình nào có định tranh giành đâu. Thợ tách đá tiến tới, bắt đầu dùng dụng cụ mài trên mặt đá, tạo ra một âm thanh rất nhức nhối. Chương 36 tạm thời tôi chưa định bán. Vài phút sau, một mảng màu xanh đã xuất hiện, người đó vội lấy ra cho Triệu Kỳ Lượng xem, mọi người ở xung quanh cũng xuống lại. Ngay sau đó, đã có người hô lên, thôi xong, toàn là vôi. Eo, thế này chỉ đáng một nghìn thôi, vậy là lỗ toi mất hai mươi nghìn rồi. Triệu kỳ lượng cao mày nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, anh ta lại yêu cầu thở tách ngọc mài thêm một mặt nữa, nhưng mọi người vẫn tiếp tục thở dài, vì cũng toàn là vôi thôi. Triệu Kỳ lượng nhân mặt, mới đó mà lỗ mất hơn 20.000 rồi, một người keo kiệt như anh ta sao chịu nổi đây. Tôn Tinh lườm anh ta rồi nói với Ngô Bình, anh đứng đắc ý vội, khéo tảng đá của anh cũng toàn là vôi đấy. Ngô Bình cười nói, kết quả thế nào thì tách ra mới biết được, phiền anh tách giúp tôi. Anh dùng bút vạch một đường lên tảng đá, sau đó bảo thở tách ngọc tách ở vị trí ấy, chứ không đục lỗ thợ tách ngọc cũng không hỏi nhiều mà làm theo yêu cầu ngay. Sau một tràng tiếng mài nhức tai vang lên, tảng đá đã bị tách mất một phần ba, chính giữa tảng đá có một màu xanh biêng biếc. Ra ngọc rồi, có người ngạc nhiên hô lên. Một chuyên gia khác lập tức lấy đèn pin ra soi rồi nói có hy vọng đấy. Bên dưới toàn một màu xanh thôi, kiểu gì cũng có giá cao ngất. Tôn tinh tái mặt rồi nhìn chằm chằm vào chút sắc xanh ấy, khéo chỉ có một ít đấy thôi, không đáng tiền đâu. Ngô Bình lại vạch thêm hai đường nữa rồi bảo thợ tách ngọc thực hiện, sau một lúc khói bụi mù mịt, thở tách ngọc chợt bật cười, sau đó ôm một nửa tảng đá còn lại lên rồi đưa cho Ngô Bình, chúc mừng anh, phát tài rồi. Mọi người đều nhìn thấy giữa tảng đá là một màu xanh đậm, sắc xanh lạnh, chắc chắn là loại ngọc phỉ thúy cao cấp. Đường tử di tươi cười nói, chồng em siêu quá, khối này ít cũng phải cả cân, kiểu gì cũng bán được một triệu, vậy là chúng ta lãi hơn 50 lần. Tôn Tinh và Triệu Kỳ lượng ngẩn người, 50 lân. Ngô Bình may mắn thật. Một người trung niên đi tới, người này có hàm răng ố vàng, mái tóc dài chạm lưng, dáng người thì nhỏ con, ông ta cười nói, này cậu, cậu có bán khối này không? Nếu có thì tôi trả một triệu. Đường Tử Di cười nói, ngại quá, chúng tôi không bán đâu. Nhà họ đường kinh doanh trang sức, chỉ cần gia công thêm một chút thì giá trị của khối ngọc này sẽ tăng ít nhất thêm hai lần nữa. Ngô Bình cũng nói tạm thời tôi chưa định bán. Người đó thất vọng rồi lắc đầu bỏ đi. Tôn tinh nhăn nhó mặt mày rồi kéo triệu kỳ lượng bỏ đi. Đường tử di cố ý nói to, ai vừa bảo chồng mình số đen ý nhỉ. Mình đã bảo bị đuôi rồi mà không tin. Tôn tinh thức nổ phổi, lập tức kéo triệu kỳ lượng đi thẳng, song tiếng cười của đường tử di vẫn vọng tới chương 37, vụ cá cược liên quan đến việc trung thân đại sự Ngô Bình mỉm cười nói, cô không cho tôi bán, thế cô định mua à? Ừm, um em sẽ trả anh một triệu rưỡi, được không? Đường tử di cười nói, hơn nữa, em còn mua hết những tảng đá mà anh chọn hôm nay nữa. Ngô Bình bó tay nói, được, bán cho cô hết. Lúc này, anh mới để ý tôn tinh đã đi rồi, nhưng đường tử di vẫn khoác tay anh, hơn nữa hai người còn đứng rất gần nhau. Hương thơm của đường tử di lởn vởn quanh mũi Ngô Bình, làm anh muốn ôm cô ấy, nhưng lúc này chợt có một giọng nói tức giận vang lên, đường tử di, anh ta là ai hả? Ngô Bình nhìn qua thì thấy là một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc một bộ vest cao cấp, dáng người không cao, tóc vuốt bóng lộn, anh ta đang nhìn chằm chằm vào anh và đường tử di. Lúc người này xuất hiện, đường tử di càng ôm chặt cánh tay của Ngô Bình hơn, người cô ấy gần như dính sát vào người anh, khiến phần ngực cọ vào tay Ngô Bình, một xúc cảm mềm mại hoàn hảo. Cô ấy ngẩng lên nói, đương nhiên anh ấy là bạn trai của tôi. Em, người đàn ông giận tím mặt. Em cái gì, đường tử di lườm anh ta, ông nội tôi không ép tôi được đâu, anh đừng hỏng lấy được tôi. Người đàn ông cất tiếng cười lạnh, đường tử di, em đang chọc tức anh đấy à? Em có tin chỉ cần anh nói một câu là thằng kia bay màu luôn không? Thật không, ngô bình cao mày, anh biết ảo thuật à? Nào, biến thử tôi xem. Đường tử di cười phụt ra nói, chồng, anh ta đang dọa anh đấy, anh không nghe ra à? Ngô Bình thờ ơ đáp, người uy hiếp anh thường không có kết cục tốt đâu. Đường Tử Di, người ta có thân phận oách lắm đấy, cháu trai lớn của nhà họ Kim một trong bốn gia tộc lớn nhất Vân Kinh, anh ta tên là Kim Vĩnh Lợi. Ngô Bình, chưa nghe thấy bao giờ. Kim Vĩnh Lợi lừa mắt với Ngô Bình, thằng kia, vì mày không biết tao nên mới dám ngông cuồng thế đấy. Nhưng không sao, mày sẽ biết tay tao nhanh thôi, bởi so với tao thì mày chỉ đáng làm con côn trùng. Đường Tử Di cười lạnh, Kim Vĩnh Lợi, còn với tôi thì anh chẳng bằng cái đầu móng tay kim vĩnh lợi tức đến mức im bặt từ thời đại học anh ta đã theo đuổi đường tử di rồi nhưng vẫn không thành công nhờ có nhà họ đường gây áp lực nên bọn họ sắp đính hôn với nhau nhưng sát giờ thì đường tử di lại chuồn mất mấy ngày qua anh ta luôn đi tìm cô ấy nhưng nào ngờ lại bắt gặp cô ấy khoác tay một người đàn ông khác thế thì chịu sao nổi tử di kim vĩnh lợi nhân mặt thằng này mà so được với anh sao từ ra thế bối cảnh cho đến tiền đồ nó đều thua anh hết Tử Di, về bên anh đi, anh sẽ tha lỗi cho em. Chúng ta không có khả năng đâu, đường Tử Di hờ hững nói, Kim Vĩnh Lợi, anh từ bỏ cuộc. Kim Vĩnh Lợi liếc nhìn Ngô Bình, thấy anh đang cược ngọc thì bật cười nói, em đến đây cược ngọc với nó à? Ừ, đường Tử Di nói, chúng tôi vừa lãi được một triệu đấy. Một triệu, với thân phận của chúng ta mà nói thì ngần ấy có xá gì, sau đó, anh ta quay sang nói với Ngô Bình, này, mày có dám đến khu S với tao không? tao sẽ cho mày biết thế nào mới là giàu thật sự. Dám chứ, đường tử di nói, Kim Vĩnh Lợi, hay chúng ta làm một vụ cá cược đi. Kim Vĩnh Lợi xứng người, cá cược. Ừm, anh và bạn trai tôi sẽ chọn đá, nếu tảng đá của anh ấy có giá trị cao hơn thì từ giờ anh không được làm phiền tôi nữa. Đường tử di nói tiếp, nếu ngược lại thì tôi sẽ đính hôn với anh. Thật không, Kim Vĩnh Lợi sáng mắt lên. Đương nhiên là thật rồi, đường tử di nói, dám chơi không? Được, Chơi luôn, Kim Vĩnh Lợi như đã tính trước được mọi việc nên không coi Ngô Bình ra gì. Lát gặp ở khu S nhé, anh ta quay người bỏ đi, chắc là tìm cứu viện. Ngô Bình nhíu mày, Tử Di, cô cực chuyện hạnh phúc cả đời mình như thế mà không sợ tôi thua à? Em tin anh, Đường Tử Di cười nói, anh sẽ không để em nhảy vào hố lửa đúng không? Ngô Bình, tôi sẽ cố hết sức, nhưng khu S đắt lắm, tôi không mua nổi đâu. Không sao, chúng ta cùng mua lỗ thì em chịu, lãi thì chia đôi, đường tử di cười nói. Ngô Bình gật đầu, được. Anh rời khỏi khu B rồi đi đến khu S kiểm tra. Khi anh tới khu S thì phát hiện đá ở đây khá ít, chỉ có mười mấy khối, đã thế còn được trưng riêng một chỗ và bảo vệ kỹ càng. Nhưng khi đi vào sâu bên trong thì anh lại thấy có một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt hơn khác, chắc rất ít người được vào đó. Sau khi tới khu này, anh liếc nhìn bảng giá thì toàn là 3 triệu rưỡi, 4 triệu 9, 11 triệu. Đắt quá, Ngô Bình thầm cảm thán, một mình anh không thể tự mua được. Người ở đây cũng thừa thớt, họ vừa vào đã thấy Kim Vĩnh Lợi dẫn theo một người đàn ông trung tuổi tới. Nhìn thấy ông ta, đường tử di biến sắc mặt rồi nhỏ giọng nói là Thạch Tiên Trần Chỉ. chương 38, mua đá vụn. Thạch Tiên này giỏi lắm à, Ngô Bình hỏi. Ừm, đường tử di dè giặt đáp, từ khi 15 tuổi, ông ta đã hoạt động trong ngành cược ngọc rồi, thắng nhiều thua ít. Khi 20 tuổi, ông ta đã tích được khối tài sản cả tỷ. 30 tuổi đã được gọi là thạch tiên rồi, nghe đâu không một viên phỉ thúy cực phẩm nào thoát khỏi tay ông ta được. Ngô Bình cao mày, nếu ông ta giỏi thế thì phải giàu to rồi chứ. Đường tử di, không hề nha, bây giờ ông ta còn đang nợ đìa ra kia. Cũng chỉ tại ham mê bài bạc. Ngô Bình hiểu ra ngay, ra là con nghiện cờ bạc. Vì thế anh phải cẩn thận nhé, cô ấy nói. Là cô cần cẩn thận ấy, nhớ tôi thua thì cô phải lấy tay họ Kim kia đấy, Ngô Bình nói. Lúc này, Kim Vĩnh Lợi đang đắc ý đi tới rồi nói với Đường Tử Di, "Tử Di, có Trần Chỉ ở đây rồi thì em bảo thằng kia nhận thua rồi ngoan ngoãn gả cho anh đi." Đường Tử Di cười lạnh, "Kim Vĩnh Lợi, còn chưa bắt đầu cược mà, anh đừng huynh hoang." Kim Vĩnh Lợi bật cười ha ha, cứ nghĩ tới chuyện em sắp làm vợ anh là anh sướng điên lên được sau đó anh ta lạnh mặt lườm Ngô Bình, thằng kia, giờ mày hối hận thì vẫn kịp đấy. Ngô Bình, anh nói vừa thôi, bảo sao tử di không thích anh. Kim Vĩnh Lợi nổi quạo, mày cứ chờ đấy. Nói rồi, anh ta kéo Trần Chỉ đi chọn đá. Ngô Bình mặc kệ họ rồi thong dong bước đi. Lúc đi tới sân nhỏ đó, anh hỏi, ở đây cũng có đá à? Ừm, hơn nữa còn là loại thạch vương cả trăm triệu đấy. Nhưng chỉ khi đến lễ hội cược ngọc thì nơi này mới mở. Đến lúc đó, các người chơi cược ngọc từ mọi nơi trên thế giới đều đến, nếu anh thích thì chờ đến khi đó, bọn mình sẽ tới xem. Kim Vĩnh Lợi như nghĩ sẽ thắng chắc nên không màng đến giá cả, để mặc cho Trần chỉ chọn. Đường Tử Di không nhịn được nói, Kim Vĩnh Lợi, nếu đã thi thì phải có luật, hai bên không được mua đá vượt quá 5 triệu. Kim Vĩnh Lợi thờ ơ nói, được thôi, kiểu gì em cũng thuộc về anh. Mơ đi, Đường Tử Di châm chọc. Ngay sau đó, Trần Chỉ đã nói, cậu Kim, là nó. Đó là một khối đá hốc tinh thể to đùng nặng hơn 100 cân, mặt ngoài xanh biếc, giá của nó là 4 triệu 9. Kim Vĩnh Lợi gật đầu rồi bảo thợ tách đá vào việc ngay, thì thoảng anh ta lại liếc sang Ngô Bình với vẻ mày thua chắc rồi. Ngô Bình mặc kệ, tiếp tục quan sát đá nhưng chưa ưng tảng nào. Các tảng đá này đều rất đắt, nhưng lượng phỉ thúy bên trong đều có hạn. Người buôn phỉ thúy bây giờ rất danh ma, họ thường nhờ các chuyên gia đến khu S chọn hộ, còn giá cả ra sao thì họ tự tính. Vì thế muốn tìm được một tảng đá có lượng phỉ thúy nhiều cũng rất khó. Một lúc sau, Ngô Bình lại thấy chóng mặt nên phải dây huyệt thái dương. Đường tử di, không sao đâu, anh cứ bình tĩnh, Ngô Bình biết cô ấy đang giả vờ chấn tĩnh, nhưng thật ra cũng rất căng thẳng. Ngô Bình nói, muốn làm giàu bằng việc cược ngọc nghe vẻ khó đây, giá trị cược của mấy tảng đá này không cao. Đương nhiên rồi, đường tử di nói, mua cả chục tảng mà một, hai tảng có giá trị đã là hên lắm rồi. Vừa nói chuyện, hai người vừa đi tới góc phía đông bắc, Ngô Bình thấy có mấy chục tảng đã bị xẻ góc ở đây, rất hỗn loạn. Anh không nhịn được nhìn xuyên thấu qua đó thì thấy trong một tảng đá to ảnh có một miếng phỉ thúy to bằng nắm đấm, xung quanh thì toàn là vôi, hơn nữa chẳng có chút manh mối nào ở mắt ngoài cả. Vì thế đến các chuyên gia cũng sẽ nhận định là không có phỉ thúy ở bên trong. Ngô Bình thầm thấy chấn động rồi tiến lại gần xem thì thấy có một khối phỉ thúy tinh thể băng đế vương lục ở bên trong, ít cũng phải nặng hơn 5 cân. Tinh thể băng đế vương lục rất hiếm, hiện giờ cực ít khi xuất hiện, mỗi khi khai thác được ít nào thì người ta cũng tranh nhau mua hết ngay. Loại này có giá trên trời, làm mặt trang sức cũng có mấy chục cho tới mấy trăm nghìn rồi. Nếu làm vòng tay thì chắc chắn phải có giá cả chục triệu. Từ đó có thể thấy khối phỉ thúy này phải trên chục triệu ngô bình hít sâu một hơi rồi gọi nhân viên bán hàng cô nhân viên này rất trẻ cô ấy nhanh chóng chạy đến ngay thưa anh anh cần gì ạ à? ngô bình chỉ vào đống đá thừa rồi hỏi đống này có bán không cô nhân viên nhìn anh rồi gật đầu thưa anh đây đều là đá thừa mà các khách khác bỏ lại nên rẻ lắm ạ à. ngô bình chỉ vào tảng đá thừa cho đế vương lục rồi hỏi khối này bao nhiêu tiền dạ một trăm ạ ngô bình nhân mặt đây rõ ràng là đá cắt thừa ra Đến tên gọi cũng không có, còn chẳng bằng đá ở các khu rẻ tiền, mà cô nhân viên này vẫn hết giá cả trăm. Nếu không biết bên trong có đồ tốt thì anh đã bỏ đi ngay rồi. Xong, anh đành chấp nhận giá ấy thôi, được, tôi mua. Cậu kia mua tảng đá thừa ấy làm gì nhỉ? Ai biết, toàn đá thừa người ta bỏ đi mà, cậu ta định tìm đế vương lục ở đấy chắc. Mọi người ở xung quanh thấy thế thì đều lắc đầu. Ngô Bình thì mừng thầm. Anh trả tiền xong thì bảo cô nhân viên cho tảng đá ấy lên xe để chuẩn bị mang đi xẻ. Đường Tử Di không nhịn được nói, em mang 50 triệu nên anh cứ chọn các tảng đắt đi. Chương 39 tôi vẫn chưa xẻ xong mà. Ngô Bình lắc đầu, không cần đâu, tôi sẽ trả tiền tảng này. Đường Tử Di liếc anh một cái, có 100 thì đương nhiên anh tự trả rồi. Ngô Bình nói, bình tĩnh chờ xem trò hay đi. Đường Tử Di khẽ gật đầu. Anh kéo tảng đá thừa đến chỗ xẻ đá. Kim Vĩnh Lợi đang hăm hở đứng chờ ở đấy rồi. Lúc này, tảng đá có giá gần 5 triệu của Kim Vĩnh Lợi đã được đục lỗ, âm thanh chói tai vang lên, còn anh ta thì mỉm cười đắc ý. Khi thấy Ngô Bình kéo một tảng đá thừa đến, anh ta không nhịn được mà cười ha hả. Thằng điên này, mày đến khu S mà lại đi mua đá vụn à. Ha ha, buồn cười chết mất. Ngô Bình vẫn tỉnh bơ rồi nhìn tảng đá của mình, nói anh thì biết cái đếch gì, bảo bối đấy hình như thợ xẻ đá đã biết hai người họ cá cược với nhau nên lập tức nhìn Ngô Bình với vẻ thương hại. Chẳng mấy chốc, tảng đá của Kim Vĩnh Lợi đã được đục lỗ xong, Trần chỉ tiến lên xem rồi cười nói, cậu Kim, ổn rồi. Kim Vĩnh Lợi sáng mắt lên, vừa nhìn vào trong đã thấy toàn là màu xanh biếc, vì thế cười lớn nói, đục thêm mấy cái lỗ nữa đi, sau đó, anh ta ngoái lại nhìn Ngô Bình như muốn thể hiện mình là người chiến thắng. Thợ xẻ đá đục thêm ba cái lỗ nữa, Trần Chỉ Tiến lại xem thì nhớn mày rồi cười nói, tinh thể băng phỉ thủy, giá trị ít nhất cũng phải 7 triệu, nếu làm ra thành phẩm thì phải 20 triệu. Kim Vĩnh Lợi lại cười phá lên, bao buồn bực của ban nãy đã tan biến hết. Sau đó, anh ta như cười như không nhìn Ngô Bình, đến mày rồi đấy. Ngô Bình nhún vai. Sau đó nhờ người đẩy tảng đá cả trăm cân đến trước bàn sẻ rồi dùng bút vạch vài đường lên mặt đá, tiếp đó nói với thợ sẻ, làm đi. Thở xẻ đá không hỏi nhiều mà bắt tay vào việc luôn, sau nhát chém đầu tiên, chỉ có một màu trắng xóa lộ ra. Mọi người xung quanh thở dài rồi cảm thấy vô vị. Đường Tử Di vẫn im lặng từ đầu đến cuối, cô ấy là người thông minh nên biết Ngô Bình làm gì cũng có lý do của anh. Ngô Bình liên tục bảo thở xẻ xẻ năm mặt, kết quả vẫn không thấy phỉ thúy đâu. Sau mỗi một vết cắt, mọi người càng thêm chán nản và thấy phí thời gian khi theo dõi vụ này. Ngô Bình bê tảng đã đã được xẻ vuông vức lên rồi lại vạch thêm vài đường nữa. Kim Vĩnh Lợi không nhịn được mà châm chọc, ê, mày đã không có tiền mua đá rồi mà còn muốn thể hiện với tử di à. Tiếc quá, đá vụn thì cũng chỉ là đá vụn mà thôi, nó không thể đọ lại được với tảng đá 5 triệu của tao đâu. Kết luận sớm qua đấy, Ngô Bình thờ ơ nói, tôi vẫn chưa xẻ xong mà. Tất cả mọi người đều im bặt, suốt từ nãy đến giờ mà vẫn chưa xong ư. Ngô Bình vạch trên đá xong thì lại bảo thợ xe tiến hành tiếp, nhưng lần này anh nghiêm rong dặn dò, đục lỗ. Đục lỗ, mọi người đều ngẩn ra, cắt xén thành ra như vậy rồi mà vẫn cần đục lỗ ư. Dù thợ xẻ cũng thấy lạ, nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, lập tức thực hiện theo yêu cầu của Ngô Bình rồi dùng bánh mài mài lên tảng đá. Ngô Bình chăm chú theo dõi, thậm chí còn vô cùng tập trung, như thể tảng đá bé tẹo này có giá trị cả chục triệu. Thái độ của anh khiến Kim Vĩnh Lợi và Trần chỉ thấy nghi hoặc, tên này lấy đâu ra tự tin như vậy. Đúng lúc này, thợ xẻ chợt dừng lại rồi sững sờ nói, anh ơi, ra ngọc rồi. Cái gì, ra ngọc rồi ư, chương bốn người cô xem đã dừng được chưa? Không thể nào, đấy là đá vụn mà. Những người túm tụm lại xem bắt đầu bàn tán, Kim Vĩnh Lợi bắt đầu trột dạ, anh ta đẩy mọi người ra rồi tới tảng đá đó đầu tiên thì thấy một màu xanh biếc, đúng là ngọc phỉ thúy rồi. Kim Vĩnh Lợi đứng yên bất động. Đến người không dành về Ngọc cũng cảm nhận được màu xanh mướt mắt ấy đẹp và quý đến nhường nào. Đường tử di mừng rỡ, cô ấy biết ngay mình đặt niềm tin đúng chỗ mà. Chỉ có Ngô Bình vẫn bình tĩnh như thường rồi nói tiếp, đục tiếp đi. Vài phút sau, tảng đá đã xuất hiện hai lỗ thủng, ánh sáng chiếu vào khiến màu xanh mướt bên trong lộ ra, ngoài ra còn có tinh thể băng nữa. Trời ơi, tinh thể băng đế vương lục, một chuyên gia chơi ngọc cảm thán, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Đọc nhanh tại tamlins247.vn Anh bạn, tôi muốn mua tảng này một triệu. Đột nhiên có một người trung niên mặc vest đi giày ra bước tới rồi cười nói với sở bắc. Người đó vừa nói dứt câu thì lại có một cô gái trẻ tới nói tôi trả 3 triệu. Người trung niên kia cau mày rồi nói tôi trả 5 triệu. Tôi trả 9 triệu, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, rõ ràng mọi người rất có hứng thú với loại phỉ thúy này tinh thể băng của đế vương lục cơ mà, tôi chuyên kinh doanh trang sức, tôi trả 10 triệu. Tôi trả cậu 10 triệu 500. Đường tử di cười nói, chúng tôi không bán đâu, mọi người đừng tranh nhau nữa. Ai nấy đều xứng người, không bán ư. Đường tử di khoác tay Ngô Bình rồi cười nói, em bảo rồi mà, em sẽ mua hết đá của anh. Ngô Bình im lặng, miễn bán có tiền thì ai mua cũng được nên gật đầu. Đường tử di nói với Kim Vĩnh Lợi, Kim Vĩnh Lợi, anh thua rồi lúc cá cược tôi có ghi âm nếu anh còn làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ phát tán đoạn ghi âm ấy để cả vân kinh biết trò cười của anh kim vĩnh lợi cắn răng rồi lườm ngô bình nhưng không biết phải làm thế nào ngô bình mặc kệ anh ta rồi hỏi đường tử di cô xem đã dừng được chưa đường tử di cười nói chiến tích hôm nay quá ác liệt rồi chúng ta về thôi đường tử di khoác tay ngô bình rồi rời khỏi khu s kim vĩnh lợi ở phía sau thì xa sầm mặt rồi gần giọng nói Họ ngô kia, mày chết chắc rồi. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết." Đường Tử Di và Ngô Bình quay lại khu nghỉ ngơi, thấy vẻ mặt hớn hở của con gái mình, Đường Minh Huy mừng thầm rồi vội vàng đứng dậy hỏi, "Tiểu Ngô, Tử Di, chiến tích thế nào?" Đường Tử Di cười đáp, "Bọn con chọn được ba khối đá nhưng chỉ tốn chưa đến 20.000, mọi người đoán xem ngọc ở bên trong có giá trị bao nhiêu?" Đường Minh Huy ngẩn ra, ông ấy thấy hơi thất vọng nên bèn hỏi, "Được nổi 100.000 không?" 11 triệu, đấy là còn chưa tính ngọc ở bên trong đấy, đường tử di đáp. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 2.